Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 31. Người trung niên bên cạnh Liễu Kim Sinh mắng một câu, đang định ra mặt, lại bị Liễu Kim Sinh kéo lại. Liễu Kim Sinh vẫn luôn nhìn chị Mai, gọi một tiếng A Mèo. Chị Mai nhìn thấy Liễu Kim Sinh, vẻ mặt phức tạp. Nếu không có cảnh vừa nãy, nói không chừng đầm nước tĩnh lặng trong đáy lòng bà ta sẽ dâng lên làn sóng lần nữa, nhưng bây giờ, đầm nước lặng này cũng không dâng lên được nữa. Bà ta tự chế nhạo cười, quay mặt đi, không thèm nhìn Liễu Kim Sinh. Vẻ mặt của Liễu Kim Sinh không nhìn ra chút thay đổi nào, thấy chị Mai phớt lờ ông ta, chỉ nhìn sang những người khác, hỏi các vị, không biết cháu tôi đã đắc tội thế nào với các vị, mà đánh vào mặt cậu ta. Lúc này, đã hoàn toàn khác với lúc ông ta gọi A Mai, tông sư lên tiếng, trên người tự có luồng uy áp tỏa ra, không khí cả hội trường đều có cảm giác đông cứng lại. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh vốn định lên tiếng, nhưng bị khí thế tông sư đàn áp, khó thở ngay cả hít thở cũng khó khăn, đâu còn có thể nói được ra. Bầu không khí trong phòng nghiêm túc và nặng nề. Mọi người đều cảm thấy, cả bàn này, xong đời rồi. Liễu Húc này, có thể được Liễu Kim Sinh đưa theo đến tham dự đại hội võ lâm, nhất định là người vô cùng thân thiết với ông ta, hơn nữa có địa vị không thấp ở nhà họ Liễu. Tát vào mặt Liễu Húc, chính là tát vào mặt nhà họ Liễu, tát vào mặt tông sư. Tông sư không thể sỉ nhục. Có người lo lắng thay họ, có người vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Kể cả những người cùng đi ra với Liễu Kim Sinh, cũng đều ôm tâm tư khác nhau. Đương nhiên bố con nhà họ Cao và Tiền Khôn lo lắng thay cho Lý Dục Thần. Còn Viên Thọ Sơn lại mừng thầm trong lòng, Lý Dục Thần đã đắc tội với Liễu Kim Sinh, lại thêm chỗ dựa Hà Trường Xuân của mình, đối địch với hai đại tông sư tiền đường, không phải là chán sống thì là gì. Viên Thọ Sơn dường như đã nhìn thấy kết cục của Lý Dục Thần, có nhà họ Tiền và nhà họ Cao chống lưng thì đã làm sao? Tiền Nhược Vọng và Cao Sĩ Hiến điên rồi mới vì tên nhóc này mà đắc tội với hai đại tông sư. Lý Dục Thần, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của cậu. Trong lòng Viên Thọ Sơn nổi lên sát ý vô cùng. Đương nhiên Tiền Khôn sẽ không ngồi yên không quản, gánh áp lực tông sư, lên trước một bước, nói, Liễu tông sư, có lẽ họ cũng không cố ý, những chuyện nhỏ này, không phiền đến tông sư ra tay nữa, giao cho tôi xử lý được không? Liễu Kim Sinh cũng không tiện không nể mặt nhà họ Tiền, sắc mặt giãn ra, thu lại khí thế trên người. Nhưng ông ta vẫn chưa nói gì, bỗng nhiên Viên Thọ Sơn lớn tiếng nói, chuyện nhỏ. Ông Khôn, ông nói cũng nhẹ nhàng quá rồi đấy. Có người sỉ nhục tông sư trước mặt hơn nửa võ lâm Nam Giang trên đại hội võ lâm, đây là chuyện nhỏ hả? Tông sư không thể sỉ nhục, đây phải là nói suông. Nếu đây là chuyện nhỏ, thì võ đạo mà người võ lâm chúng ta cần mãn mưu cầu, thì là cái gì? Lời của Viên Thọ Sơn được rất nhiều người hưởng ứng. Trong mắt người võ đạo, tông sư giống như tín ngưỡng, là một loại theo đuổi chí cao. Tông sư không thể sỉ nhục, chính là niềm tin của họ. Đúng thế, tông sư không thể sỉ nhục, đây không phải là chuyện nhỏ. Dạy bảo bọn họ, quyết không thể bỏ qua như vậy. Nhiều người nổi giận, Tiền Khôn cũng khó xử. Mặc dù ông ta có thể lợi dụng danh vọng của nhà họ Tiền để ra mặt, tin rằng Liễu Kim Sinh sẽ nể mặt ông ta, nhưng sau này chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích với Liễu Kim Sinh và với cả võ lâm Nam Giang. Ông ta đang nghĩ làm thế nào có thể khiến Liễu Kim Sinh không mất thể diện, lại có thể giải quyết chuyện này, một trận cười vang lên, vô cùng nhức tai đối với người đang tức giận. Người phá lên cười chính là Lý Dục Thần. Mọi người đều không hiểu nhìn sang anh, không biết anh cười cái gì. Hội trường yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng. Cười của Lý Dục Thần, vang vọng như gió xuân. Tiếng cười này vừa vang lên, áp lực của ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng được giải tỏa. Tông sư không thể sỉ nhục, Lý Dục Thần dừng cười, thản nhiên hỏi, dựa vào cái gì chứ? Tên nhóc này điên rồi à? Đây là điều đầu tiên mọi người nghĩ tới khi nghe xong lời Lý Dục Thần nói. Giữa đại hội võ lâm, ngay trước mặt tông sư, thế mà anh dám chất vấn tín điều chung mà các võ lâm nhân sĩ đều tin theo. Tên nhóc này chết chắc rồi. Mọi người nhìn Lý Dục Thần bằng ánh mắt vừa phẫn nộ mà cũng vừa thương hại. Liễu Kim Sinh quan sát Lý Dục Thần mấy lượt, sau khi chắc chắn anh chỉ là kẻ bình thường, không có gì đặc. Biệt thì cho rằng anh là người trẻ tuổi ăn nói ngông cuồng, ông ta là tông sư đương nhiên không tiện so đo với anh, nếu không sẽ mất hết phong độ. Tuy nhiên, người bên cạnh ông ta thì khác. Liễu Húc giận dữ,
chỉ thẳng tay vào người Lý Dục Thần, mắng, anh là ai mà dám chất vấn tông sư? Lý Dục Thần chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một lần. Lâm Vân đứng kế bên nhảy dựng lên mắng, thế còn dám trường mặt anh là gì mà đã bị vả xương mặt ra nói chuyện vậy? Tiền Khôn không khỏi gật gù tán thưởng. Lâm Vân đứng ra nói chuyện là hợp lý. Liễu Húc là thế hệ con cháu của nhà họ Liễu, chẳng qua có tông sư làm chỗ dựa nên mới ngang tàng như thế. Nếu như Lý Dục Thần mắng lại cậu ta thì sẽ bị hạ thấp đẳng cấp. Hiện giờ, Lâm Vân đứng ra nói, tuy cậu ta trẻ hơn Liễu Húc nhưng so về khí thế thì hoàn toàn không thua kém đối phương. Từ đó suy ra, khí thế của Lý Dục Thần cũng không hề thua Liễu Kim Sinh. Tuy nhiên, Tiền Khôn cũng âm thầm lo lắng thay cho Lý Dục Thần. Sau chuyện ngày hôm qua, ông ấy biết rõ, Lý Dục Thần và nhà họ Viên đã rơi vào cảnh không đội trời chung với nhau rồi. Chắc chắn hôm nay Viên Thọ Sơn sẽ mượn tay Hà Trường Xuân để xử lý Dục Thần, đây là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất của nhà họ Viên. Từ góc nhìn của Tiền Khôn, phương án tốt nhất của Lý Dục Thần đương nhiên là đứng về phía đối lập với Hà Trường Xuân, nghĩa là về cùng phe với Liễu Kim Sinh. Nhưng hiện tại cách này đã không còn dùng được nữa, Lý Dục Thần đã đắc tội cả hai vị tông sư, e là hôm nay khó lòng có thể bước ra khỏi trung tâm hội nghị. Cao Tử Hạng cũng nghĩ giống Tiền Khôn. Ông ta nhìn về phía bố mình là Cao Sĩ Hiến, hy vọng bố ông ta có thể nói giúp cho Lý Dục Thần một câu, dù sao Lý Dục Thần cũng có ơn cứu ông ta và vợ. Cao Sĩ Hiến khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, lúc này thì còn có thể nói gì được nữa. Ở ngay trước mặt tông sư, chính miệng Lý Dục Thần đã nói ra như vậy thì anh phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để giải quyết chuyện này thôi. Viên Thọ Sơn cực kỳ đắc ý, thái độ hai nhà họ Tiền và họ Cao thế nào ông ta đều đã nhìn thấu hết. Chỉ cần hai nhà này không ra mặt thì ông ta dám chắc hôm nay Lý Dục Thần sẽ bỏ mạng lại tại đây. Không cần tông sư ra tay, tự ông ta sẽ làm. Tối qua, được Hà Trường Xuân giúp đỡ, Viên Thọ Sơn đã đột phá cửa ải mà ông ta đã mắc kẹt suốt mấy chục năm nay, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới tông sư rồi. Trong mắt ông ta, giỏi lắm thì Lý Dục Thần cũng chỉ là tông sư. Hiện tại, cảnh giới của hai người bằng nhau. Ông ta lại có nhiều hơn Lý Dục Thần mấy chục năm kinh nghiệm, cộng thêm có tông sư tiên thiên hỗ trợ, dù thế nào đi nữa ông ta cũng sẽ không thua Lý Dục Thần. Viên Thọ Sơn quyết định, hôm nay ông ta sẽ tự tay giết chết Lý Dục Thần, để cho những kẻ coi thường nhà họ Viên biết nhà ông ta cũng có tông sư chứ không cần phải dựa hơi một tông sư nào khác. Liễu Húc thấy một tên nhóc như Lâm Vân mà cũng dám mắng mình thì lại càng tức tối hơn, cậu ta xông tới định ra tay đánh. Không ngờ người trung niên đứng bên cạnh Liễu Kim Sinh lại kéo Liễu Húc lại. Chú, sao chú lại cản cháu, bọn họ nhục mạ tông sư, cháu phải dạy cho bọn họ một bài học, Liễu Húc cả giận nói. Người trung niên trừng mắt lườm cậu ta một cái, ngay cả chuyện mình bị ai đánh mà cháu còn không biết, cháu lấy tư cách gì mà dạy cho người khác một bài học. Đúng là xấu hổ, mất mặt. Liễu Húc lập tức tiêu nghỉu. Người trung niên nhìn về phía Liễu Kim Sinh, thấy Liễu Kim Sinh gật đầu. Ông ta bèn bước lên trước một bước, chắp hờ tay chào Lý Dục Thần, nói tôi là Liễu Trấn Võ, xin hỏi cậu tên gì? Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói tên mình ra, sảnh lớn xôn xao bàn tán. Cậu ta chính là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần là ai? Mấy người chưa nghe nói chuyện trên hồ tiền đường hôm qua à? Trên hồ tiền đường có chuyện gì vậy? Sau một hồi xì xào nói chuyện, cuối cùng phần lớn mọi người đều đã biết chuyện hôm qua Lý Dục Thần đính hôn. Tập đoàn Kinh Lý gọi vốn, bắt tay với các gia tộc giàu có khác để triệt hạ nhà họ Viên. Hóa ra là hậu duệ của nhà họ Lý ở thủ đô, chẳng trách lại ngang tàng như thế. Chẳng phải nhà họ Lý đã lụn bại từ lâu rồi sao, còn ngang tàng cái nỗi gì nữa chứ? Ôi, lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa béo. Đúng vậy, với một gia đình giàu có như nhà họ Lý thì chỉ cần vẫn còn duy trì được dòng giống thì chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ lại quật khởi cũng nên. Thì sao chứ, dù nhà họ Lý có lợi hại tới đâu cũng đâu thể vũ nhục tông sư được đúng không? Ông nghe cậu ta nói gì chưa, cứ như thể trong mắt cậu ta thì tông sư chẳng là gì cả vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe những lời đàm tiếu này, Liễu Kim Sinh bất giác. Nhíu mày, nhìn lại Lý Dục Thần một lần nữa. Liễu Trấn Võ nói, hóa ra là cậu Lý, nghe danh cậu đã lâu. Xưa nay nhà họ Liễu chúng tôi không thù không oán với cậu Lý, không rõ vì cớ làm sao mà cậu lại đánh Liễu Húc. Tôi mới là người đánh cậu ta, không liên quan gì tới cậu Lý, chị Mai bỗng nhiên mở miệng nói.
Mọi người lại được một phen sững sờ đổ dồn lại nhìn chị Mai. Liễu Trấn Võ cũng ngẩn người. Ông ta biết quan hệ giữa Nhất Chi Mai và Liễu Kim Sinh. Năm xưa, ông ta cũng từng gặp Nhất Chi Mai nên không dám ăn nói lỗ mãng như đám người trẻ tuổi mà còn phải xem ý của Liễu Kim Sinh. Nếu như Nhất Chi Mai trở về nhà họ Liễu thì ông ta còn phải gọi bà ta là chị dâu. Liễu Kim Sinh lắc đầu, không thể nào, tôi biết công phu của A Húc tới đâu, nếu bà ra tay thì không thể nào. Cậu ta lại không biết được. Chị Mai cười khẩy, Liễu Kim Sinh, ông cho rằng tôi vẫn là người phụ nữ bị ông đuổi khỏi nhà 20 năm trước ư. Lời này vừa nói ra, mọi người lại tiếp tục rì rầm bàn tán. Ai nấy đều đánh hơi được mùi có chuyện hay để nghe. Bình thường, nếu muốn bàn tán chuyện của tông sư thì dù có nói trộm sau lưng cũng vẫn phải thận trọng, vậy mà hôm nay bọn họ lại có thể ngồi nghe trực tiếp. Liễu Kim Sinh thở dài, A Mai, trước đây tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn chờ bà. Tôi bảo A Húc tới mời bà cũng là bởi muốn nối lại tình xưa. Với tư cách là một tông sư, ông ta chịu nói ra lời như vậy đã là hiếm thấy lắm rồi. Ở trong mắt người ngoài, chắc hẳn ông ta phải rất nặng tình với Nhất Chi Mai. Nếu chuyện này được lan truyền thì chắc hẳn sẽ trở thành giai thoại một thời. Tiếc là Nhất Chi Mai đã nhìn thấu ông ta, bà ta mắng, hứ. Nỗi khổ gì, chẳng phải là nhà họ Liễu các ông chê xuất thân của tôi thấp hèn, xem thường dân giang hồ hay sao? Nếu ông thực sự có lòng thì tại sao sau khi ông trở thành gia chủ rồi, ông không tới tìm tôi? Ông biết rất rõ tôi đang ở đâu. Sao A Mai, năm đó tôi đã nói rồi, đợi tới khi tôi đột phá lên tiên thiên thì không còn ai có thể ngăn cấm được tôi nữa. Giờ tôi đã làm được rồi. A Mai, trở về đi, trở lại bên tôi đi, tôi đón bà về nhà họ Liễu, không còn ai dám nói ra nói vào gì bà nữa. Liễu Kim Sinh nói xong, mọi người đều giật mình. Cái gì, ông ta đã đột phá lên tiên thiên rồi ư? Ôi! Nếu vậy thì vị trí tông sư số 1 Nam Giang năm nay không còn gì phải bàn cãi nữa rồi nhỉ. Trời ạ, tiên thiên, nghĩa là còn cao hơn cả tông sư, là đỉnh cao đích thực của võ đạo. Nếu còn lên cao hơn nữa là sẽ thành tiên nhỉ hai. Ngay cả mấy vị tông sư ở đây cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ có Hà Trường Xuân là không thèm để ý chút nào. Lý Dục Thần để ý thấy trong đám đông có hai ánh mắt lóe lên sự hưng phấn và ý chí chiến đấu đang nhìn Liễu Kim Sinh. Nhất Chi Mai cười, chúc mừng Liễu Đại Tông Sư nhé. Chúc mừng ông trở thành tiên thiên. Tiếc là tôi chẳng hứng thú gì với ông hết, càng không hứng thú bước vào nhà họ Liễu các ông. A Mai, bà không muốn chung sống với một cường giả tiên thiên ư. Đi với tôi thì bà muốn gì tôi cũng có thể cho bài. Dừng, đúng là không biết xấu hổ, sư phụ Vinh nói, người ta đã nói là không hứng thú với ông rồi, ông còn mặt dày mày dạn, thế mà cũng là tông sư à. Liễu Kim Sinh sầm mặt lại, trừng mắt nhìn sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh lập tức cảm nhận được một áp lực to. Lớn như sóng cả ập tới, thân thể ông ta như ở trong hầm băng, không tài nào nhúc nhích nổi. Lý Dục Thần cầm một cây đũa lên, gõ khẽ vào chiếc ly. Tiếng động này vang lên trong trẻo như tiếng chuông chùa. Áp lực trên người sư phụ Vinh lập tức giảm bớt. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giễu cợt nói, bà ấy muốn gì thì ông sẽ cho nấy à? Nếu bà ấy nói muốn hái trăng trên trời thì ông có hái nổi không? Chậc, nói khoác thì ai chẳng nói được. Liễu Kim Sinh nhìn về phía Lý Dục Thần, sắc mặt thay đổi. A Mai, nếu như bà không chịu về với tôi buộc lòng phải công khai một số chuyện, Liễu Kim Sinh nói. Không cần ông nói, để tôi tự nói luôn, chị Mai cười khẩy một tiếng, nhìn về phía ba vị đảo chủ đảo Cửu Long, chữ Phượng Toàn, mười mấy năm trước, đồ đảo Cửu Long bị mất là do tôi lấy. Lúc đó, tôi giận chuyện Liễu Kim Sinh làm nên cố ý đổ tội cho ông ta. Gì cơ, chứ Phượng Toàn kinh hãi, vừa mừng vừa giận, bà mau nói đi, bà giấu Hỏa Long Châu ở đâu? Lý Dục Thần nghe thấy ba chữ Hỏa Long Châu bất giác nhíu mày. Anh đã nhìn thấy hạt châu mà chị Mai ăn trộm rồi, nó chỉ là nhân ngư đan, chị Mai gọi nó là Mỹ Nhân Châu, rõ ràng không phải là Hỏa Long Châu mà chữ Phượng Toàn nói. Anh lập tức hiểu ra. Chị Mai mới là người bị Liễu Kim Sinh vụ oan giá họa. Chị Mai không biết điểm khác nhau giữa Hỏa Long Châu và Mỹ Nhân Châu. Lúc trước khi đi ăn trộm hạt châu, chị Mai chỉ biết trên đảo Cửu Long có một viên bảo châu nhưng không biết cụ thể nó là gì. Ăn trộm xong, phát hiện nó có tác dụng duy trì sắc đẹp nên đặt tên nó là Mỹ Nhân Châu.
Sau khi Lý Dục Thần nhìn thấy, anh mới biết đó là yêu đan của người cá. Chị Mai tưởng Hỏa Long Châu mà chữ Phượng Toàn nói chính là Mỹ Nhân Châu nên không giải thích gì. Hơn nữa, với tính tình của chị Mai thì dù bây giờ có biết Hỏa Long Châu khác Mỹ Nhân Châu, chị Mai cũng sẽ không. Nói gì? Mau trả Hỏa Long Châu đây, chữ Phượng Toàn quát. Liễu Kim Sinh đạt được mục đích bèn đứng ra làm người giảng hòa, ông ta nói, đảo chủ chữ chớ nóng giận. Tất cả là tại hồi trẻ nông nổi, có ai chưa từng làm dăm ba chuyện hoang đường đâu chứ. Chuyện này cũng tại tôi, A Mai ăn trộm đồ là vì tôi nên nhiều năm qua tôi chịu nỗi oan này nhưng chưa bao giờ giải thích. Chữ Phượng Toàn chắp tay với Liễu Kim Sinh, hóa ra là hiểu lầm, những năm qua, đảo Cửu Long đã nhiều lần đắc tội nhà họ Liễu của thành phố Dũng, xin Liễu Tông Sư chớ trách. Liễu Kim Sinh cười nói, nếu tôi trách thì hôm nay đã không mời đảo chủ chữ tới đây. Chuyện này đã được, nói ra rồi, xin đảo chủ chữ cho tôi chút thời gian để tôi khuyên nhủ A Mai, trả đồ lại cho ông. Sau đó, ông ta nhìn về phía Nhất Chi Mai, gọi một tiếng, A Mai. Liễu Kim Sinh nói như vậy, đương nhiên chữ Phượng Toàn phải nể mặt, không nói thêm gì nữa, chỉ đứng qua một bên chờ. Lúc đầu, chị Mai vốn đã định trả Mỹ Nhân Châu lại cho đảo Cửu Long nhưng lời Liễu Kim Sinh nói khiến bà A tức giận nên ngoảnh mặt đi không nhìn ông ta, cũng không nói tiếng nào. Liễu Kim Sinh giữ vững phong độ của bậc tông sư, thong thả nói, A Mai, bà về nhà họ Liễu với tôi đi, tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này, chúng ta hãy cùng nhau gánh vác. Liễu Kim Sinh đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần Nhất Chỉ Mai đồng ý đi với ông ta thì ông ta sẽ che chở cho bà ta. Mọi người đều nhìn về Nhất Chi Mai, không ít người lộ vẻ hâm mộ và ganh tị. Đây chính là Liễu Tông Sư đó, bà ta còn chờ gì nữa chứ? Phải đấy, Liễu Tông Sư đã đột phá lên tiên thiên, là bậc chí tôn của võ đạo, vậy mà bà ta còn không đồng ý. Các người không hiểu rồi, bà ta đang làm giá đấy. Đúng là bà ta cũng đẹp thật, chẳng trách Liễu Tông Sư lại động lòng nhưng Liễu Tông Sư đã nói vậy rồi mà bà ta vẫn làm kiêu thì không khỏi quá đáng. Sắc mặt chị Mai trở nên khó coi, nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó, bà ta giận dữ nói với Liễu Kim Sinh, ông đừng có mơ. Vốn ý chị Mai là bảo ông ta đừng mơ bà ta sẽ theo ông ta về nhưng chữ Phượng Toàn lại hiểu nhầm là đừng mơ bà ta trả Hỏa Long Châu lại. Chữ Phượng Toàn nhướng mày, tức giận nói, Nhất Chi Mai, nể mặt Liễu Tông Sư, chỉ cần bà giao hạt châu ra, tôi sẽ không làm khó bà. Còn nếu bà vẫn cố chấp không chịu hối cải, khăng khăng chống lại đảo Cửu Long của tôi. Chữ Phượng Toàn không nói hết câu, giữ lại chút thể diện cho Liễu Kim Sinh. Thế nhưng, chị Mai lại càng tức giận hơn, vốn dĩ bà ta đã muốn trả lại viên châu rồi nhưng giờ bà ta quyết định không trả nữa. Lạnh mặt nói, hạt châu không ở chỗ tôi, muốn lấy thì tự đi mà tìm. Lý Dục Thần thấy Liễu Kim Sinh mỉm cười, có vẻ như đây chính là kết quả mà ông ta muốn. Anh lại càng thêm chắc chắn Hỏa Long Châu đang trong tay Liễu Kim Sinh. Rõ ràng là ông ta cố ý đổ tội này cho chị Mai nhưng người ngoài lại nghĩ ông ta cõng thay tội cho chị Mai suốt mấy chục năm. Rõ ràng ông ta là kẻ bạc tình nhưng lại được ngợi ca là tình sâu nghĩa nặng. Quả là giỏi tính toán. Chị Mai là người thông minh nhưng bà ta không biết sự khác nhau giữa Hỏa Long Châu và Mỹ Nhân Châu, hơn nữa lý trí và sự thông minh của bà ta đã bị tình cũ, hận mới che mờ, không nhìn ra được vấn đề. Chữ Phượng Toàn giận dữ, chắp tay nói với Liễu Kim Sinh, Liễu Tông Sư, Hỏa Long Châu vô cùng quan trọng với đảo Cửu Long, người phụ nữ này đã không biết tốt xấu như vậy thì tôi đành phải đắc tội thôi. Liễu Kim Sinh thở dài, nói ôi, tôi có lòng bảo vệ hoa nhưng tiếc là hoa không hiểu lòng tôi. Nét mặt ông ta đượm đôi chút đau buồn, không hề giống giả vờ. Đường đường là tông sư, là bậc chí tôn trong võ đạo, vậy mà lại cất lên tiếng cảm thán buồn bã như vậy, chuyện này không khỏi khiến nhân sĩ võ lâm cảm thấy bất bình thay ông ta, cứ như thể thứ mà người phụ nữ này làm tổn thương không phải là trái tim của tông sư mà là toàn bộ võ lâm vậy. Thật sự là không biết tốt xấu. Tôi đã nói rồi, lòng dạ đàn bà là thứ độc ác nhất trên đời này, chúng ta luyện võ chớ nên đa tình. Chớ nói nhảm, bà ta là bà ta, đừng đánh đồng bà ta với tất cả phụ nữ trên đời này. Đúng vậy, bà ta chỉ là một ả giặc cướp của Lan Môn mà thôi. Ai mà chẳng biết Lan Môn không chỉ trộm đồ mà còn trộm cả người chứ. Mọi người càng nói càng khó nghe. Chữ Phượng Toàn thấy Liễu Kim Sinh không định che chở cho Nhất Chi Mai bèn định ra tay với bà ta. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh ngồi bên cạnh chị Mai cũng căng thẳng lây.
Ông chủ Vương xoa lòng bàn tay lập tức đỏ rực. Còn giữa kẽ tay của sư phụ Vinh thì xuất hiện thêm lưỡi dao mỏng như cánh ve. Đúng lúc này, Lý Dục Thần bỗng nói, Hỏa Long Châu đang ở chỗ tôi. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả chị Mai và Liễu Kim Sinh, ai nấy đều đổ dồn lại nhìn Lý Dục Thần. Cậu bảo sao, chứ Phượng Toàn ghen giọng. Tôi bảo là Hỏa Long Châu đang ở chỗ tôi, Lý Dục Thần không chút hoang mang, đáp hết sức bình tĩnh, chờ đại hội võ lâm kết thúc, tôi sẽ đích thân mang Hỏa Long Châu tới đảo Cửu Long một chuyến. Liễu Kim Sinh tò mò quan sát Lý Dục Thần, ánh mắt có phần khó hiểu. Chứ Phượng Toàn cười gắn, hỏi, dựa vào gì mà tôi phải tin lời cậu? Lý Dục Thần mỉm cười, dựa vào việc tôi họ Lý. Vừa rồi đã có người kể lại chuyện xảy ra trên hồ Tiền Đường hôm qua, mọi người đều đã biết Lý Dục Thần là con cháu nhà họ Lý ở thủ đô. Tiền Khôn nhìn về phía Lý Dục Thần, mắt sáng lên như đã hiểu thấu ý đồ của anh. Lúc này anh nói như vậy không chỉ thể hiện anh tự in vào bản thân mà còn là tuyên bố với tất cả mọi người rằng nhà họ Lý ở thủ đô đã mạnh mẽ trở lại. Hừ, chứ Phượng Toàn không nhịn được bật cười, tôi biết cậu họ Lý nhưng trên đời này có nhiều người họ Lý như vậy, cậu chỉ nói một câu mà đòi tôi tin cậu ư. Lỡ như cậu chạy mất thì sao? Tôi biết đi đâu tìm cậu bây. Giờ, Lý Dục Thần nói, danh dự của tập đoàn Kinh Lý và nhà họ Lý ở thủ đô mà lại không sánh bằng một viên Hỏa Long Châu nhỏ nhoi ư. Tiền Khôn đột nhiên lên tiếng, nhà họ Tiền tôi đồng ý bảo lãnh cho cậu Lý. Tiền Khôn vừa dứt lời, Cao Sĩ Hiến cũng nói, nhà họ. Cao tôi cũng đồng ý bảo lãnh cho cậu Lý. Đám đông xôn xao bàn tán, hai nhà họ Tiền và họ Cao đồng thời ra mặt bảo lãnh, e rằng đây là chuyện trước nay chưa từng có. Mọi người không biết Hỏa Long Châu là gì nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là một hạt châu, có nhà họ Tiền và nhà họ Cao ra mặt, đừng nói là một hạt châu, cho dù có mua luôn cả đảo Cửu Long thì cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ. Chứ Phượng Toàn cảm thấy khó xử, Hỏa Long Châu rất quan trọng với đảo Cửu Long nhưng ông ta cũng không thể không nể mặt hai vị họ Tiền và họ Cao này. Liễu Kim Sinh cười nói, đảo chủ chữ, nếu ông Khôn và ông Cao đều đã đứng ra bảo lãnh rồi thì mong ông vui lòng đợi thêm ít hôm nữa. Chắc hẳn cậu Lý đây sẽ nói được là làm được. Đối với Liễu Kim Sinh, đây là một kết quả tốt. Nếu như chữ Phượng Toàn động thủ ngay tại đây thì khó nói trước được kết quả sẽ như thế nào. Một khi chữ Phượng Toàn biết thứ trong tay nhất chỉ Mai không phải là Hỏa Long Châu thì sẽ khá phiền phức. Ông ta tin chắc Lý Dục Thần không thể nào mang Hỏa Long Châu tới đảo Cửu Long, bởi vì Hỏa Long Châu đang ở trong nhà ông ta. Chắc chắn anh nói vậy chỉ là kế hoãn binh, giải vậy cho nhất chỉ Mai mà thôi. Có điều nếu vậy thì chữ Phượng Toàn sẽ không nghi ngờ thứ mà nhất chỉ Mai ăn trộm không phải là Hỏa Long Châu, lại càng sẽ không nghi ngờ Liễu Kim Sinh. Được, vậy tôi nể mặt hai người, chữ Phượng Toàn chắp tay, sau đó chỉ ngón tay vào người Lý Dục Thần, cảnh cáo tốt nhất là cậu nói được làm được. Nếu không họ Lý của cậu sẽ phải khắc lên trên bài vị. Bắt đầu từ lúc Liễu Húc bị đánh, đến khi hai nhà Tiền Cao đứng ra bảo vệ cho Lý Dục Thần. Khúc nhạc dạo này của Đại hội Võ Lâm cũng coi như kết thúc. Chứ Phượng Toàn không tiếp tục làm khó Lý Dục Thần, Liễu Kim Sinh cũng không dây dưa với chị Mai nữa. Mọi người tiếp tục uống rượu ăn cơm, chỉ là trong bữa tiệc lại có rất nhiều lời bàn tán về Liễu Kim Sinh và nhất chi Mai, trong đó đương nhiên cũng không thiếu được những suy đoán về mối quan hệ giữa Lý Dục Thần và nhất chỉ Mai. Cũng không biết ai là người mở đầu nói Lý Dục Thần là tiểu bạch kiểm được nhất chỉ Mai nuôi, vì tên tiểu bạch kiểm này. Nhất chi Mai mới rời khỏi Liễu Kim Sinh. Chuyện này vừa vặn giải thích, vì sao Hỏa Long Châu mà bà ta vất vả trộm được từ đảo Cửu Long sẽ ở chỗ Lý Dục Thần. Nghe những lời đồn thổi quá đáng này, Lý Dục Thần vô thức lắc đầu, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ. Ngược lại, chị Mai cười lớn một tiếng, nâng ly rượu lên nói với Lý Dục Thần, ê, tiểu bạch kiểm, có phải hai chúng ta nên cạn một ly hay không? Rượu trên bàn không tệ. Nhưng từ khi đột phá tiên thiên, tất cả rượu trên trần gian này đều trở nên vô vị đối với Lý Dục Thần, chỉ có rượu ngon trên Côn Luân mới có thể gợi lên con sâu rượu trong anh. Chẳng qua chị Mai mời rượu, anh vẫn nên uống. Anh cầm ly rượu lên, cười nói cảm ơn chị Mai đã chiếu cố. Lời này có một nửa là trêu chọc, một nửa là xuất phát từ tình cảm chân thực. Ban đầu ở quán cơm thân dân, chị Mai quả thật đã vô cùng chăm sóc anh và Đinh Hương. Lý Dục Thần cũng cảm ơn vị bà chủ này từ tận đáy lòng. Chị Mai nâng ly rượu đến bên môi, nheo mắt cười quyến rũ, khi nào lại đi làm tóc với chị không?
Lý Dục Thần cười hì hì, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chị Mai cũng nâng ly uống hết. Chỉ là vui đùa thôi, chị Mai hơi cau mày. Bà ta vốn là người thông minh, vừa rồi vì Liễu Kim Sinh mà đầu óc có chút choáng váng, hiện tại bà ta đã bình tĩnh lại, cũng đoán được rất nhiều chuyện. Cậu thật sự muốn đến đảo Cửu Long sao? Chị Mai nhìn Lý Dục Thần, có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên là thật, Lý Dục Thần nói, không phải trước đó tôi đã nói với chị sao, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, tôi sẽ đưa chị cùng đến đảo Cửu Long một chuyến. Chị Mai cúi đầu, đùa nghịch ly rượu rỗng trong tay. Bà ta đã nhận ra rằng viên hỏa Long Châu mà chữ Phượng Toàn nói đến có lẽ không phải là viên mà bà ta đã trộm được, mà chính mình, có lẽ đã bị Liễu Kim Sinh lừa. Tuy nhiên bà ta không hiểu, nếu đây là một cái bẫy thì nó bắt đầu từ khi nào. Bà ta nghĩ đi nghĩ lại, chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh, cùng với đó là nỗi sợ không tên. Biết đâu 20 năm trước, bắt đầu từ khi bà ta đến nhà họ Liễu trộm đồ, Liễu Kim Sinh đã bày ra một cái bẫy. Mà cô bé của Lan Môn Tự Phụ lại đơn thuần năm đó, đã vô tri vô giác chui vào. Liễu Kim Sinh, chị Mai thì thầm cái tên đó một cách oán hận, trên tay dùng sức, ly rượu bằng gốm sứ tinh xảo đã biến thành bột phấn dưới đôi bàn tay non mềm của bà ta. Ngoài việc trò chuyện, trong bữa ăn không còn việc gì khác để làm. Sau bữa ăn, đại hội võ lâm lại tiếp tục. Những tranh chấp giữa các môn phái võ lâm Nam Giang nhanh chóng được giải quyết dưới sự phối hợp của mấy vị đại tông sư. Đang lúc mọi người tưởng chừng sắp bước vào màn kịch quan trọng của đại hội trận quyết đấu giữa hai đại tông sư, thì trưởng môn của Thái Cực Nam Phái, Vương Tôn Sinh đột nhiên đứng ra. Giữa tôi và cậu Lý có một số việc cần giải quyết một chút, Vương Tôn Sinh nhìn Lý Dục Thần nói. Anh và chị Mai liếc nhau một cái, trong lòng lập tức hiểu ra, đây là người do Liễu Kim Sinh phái tới để thăm dò chi tiết Lý Dục Thần. Trưởng môn Vương, ông và cậu Lý có ân oán gì? Bách Phú Minh hỏi. Vương Tôn Sinh nói, ân oán thì chưa đến mức, mấy tháng trước, tôi và cậu Lý vô tình gặp gỡ ở thành phố Hòa, đã hẹn nhau đánh một trận. Lúc đó thiệp mời được phát đi rộng rãi, người trong giang hồ đều có nghe thấy. Phía cuối lập tức có người phụ họa, nói chuyện này tôi biết, lúc đó cũng rất oanh động ở thành phố Hòa, chợ đen thậm chí còn được mở ra, tiền đặt cược rất cao. Vương Tôn Sinh nói, đáng tiếc, có người lâm trận bỏ chạy, võ không so thành. Trên giang hồ không biết rõ tình hình, có người nói là tôi cố ý thổi phồng, khiến tôi gặp phải nhiều phiền toái không nhỏ. Hôm nay thật, không dễ mới gặp mặt, lại là đại võ lâm, trước mặt các tông sư, cậu Lý, có phải chúng ta nên tính rõ món nợ cũ này không? Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Dục Thần. Mọi người cũng rất tò mò về thực lực của anh, nhất là vừa rồi, khi đối mặt với Liễu Kim Sinh và chữ Phượng Toàn, anh không hề có một chút khiếp sợ nào, không biết là thật sự có năng lực. Hay chỉ là cố làm ra vẻ. Liễu Kim Sinh nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần, cười như không cười, hỏi cậu Lý, lời trưởng môn Vương nói có phải là sự thật không? Lý Dục Thần gật đầu, nói, đó là sự thật. Quy củ của Đại hội Võ Lâm chính là vì giải quyết, dẹp yên tranh chấp giữa các vị. Nếu chuyện mà trưởng môn Vương vừa nói đến là sự thật, vậy thì chúng ta không thể mặc kệ. Hai vị có thể đưa ra yêu cầu riêng của mình, chúng ta sẽ xem xét mà phân xử. Liễu Kim Sinh có chút không nhìn thấu được Lý Dục Thần, nếu chỉ nhìn khí chất trên người anh để phán đoán, thì chỉ là một người bình thường, không có gì lạ. Tuy nhiên, vừa rồi khi ông ta dùng uy thế áp người, Lý Dục Thần không biết là cố ý hay vô tình làm vỡ chiếc ly, phá giải một cách nhẹ nhàng. Bởi vì có liên quan đến Hỏa Long Châu và đảo Cửu Long, Liễu Kim Sinh không dám khinh suất, mới khiến Vương Tôn Sinh ra mặt để thăm dò chi tiết Lý Dục Thần. Anh nhìn Vương Tôn Sinh. Hỏi, Cê Quy Hưởng Môn Vương muốn như thế nào? Vương Tôn Sinh nói, rất đơn giản, chúng ta so tài một trận, ở trước mặt tông sư, không ai có thể gian lận, chính là xem võ đạo hư thực ra sao. Nếu cậu thắng, chuyện ngày đó coi như xóa bỏ, sau này, đệ tử Thái Cực Nam của tôi gặp cậu như nhìn thấy bề trên. Nhưng nếu cậu thua, thì phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, lấy lại danh dự của tôi. Dứt lời. Trên người Vương Tôn Sinh bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Những người khác kinh ngạc kêu lê không gặp, bản lĩnh của trưởng môn Vương lại tiến bộ, không ngờ đã là bán bộ tông sư. Chẳng trách người trẻ tuổi kia lâm trận bỏ chạy, bán bộ tông sư, cậu ta chắc chắn không thể đánh bại rồi. Xem thử hôm nay cậu ta làm sao bây giờ, nếu cậu ta dám đến, nói không chừng người ta cũng có tiến bộ thì sao?
Những người ở hiện trường chú ý đến chuyện này nhất, ngoại trừ người bên cạnh Lý Dục Thần và Liễu Kim Sinh, còn có Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn đã đột phá tông sư, nhưng ông ta cũng không thể đoán được thực lực của Lý Dục Thần, vừa vặn có thể dùng Vương Tôn Sinh để thử một chút. Vương Tôn Sinh nhìn Lý Dục Thần, cậu Lý, mời. Lý Dục Thần chậm rãi đứng dậy, trong tay vẫn cầm ly rượu, không nhanh không chậm đi về phía Vương Tôn Sinh. Ha, tên nhóc này thật vô lễ, đánh nhau còn cầm theo ly rượu, cậu ta tưởng mình là Lý Bạch à? Bán bộ tông sư, cho dù là tông sư ra tay, cũng phải ứng phó cẩn trọng. Vương Tôn Sinh nhìn Lý Dục Thần, cười mỉa. Anh đi đến trước mặt ông ta, nói trưởng môn vương, lần trước lỡ hẹn quả thật là lỗi của tôi. Tôi không còn gì để nói, xin lỗi ông, xin cạn trước. Nói xong, anh nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Dục Thần đưa chiếc ly giống của mình ra để mọi người nhìn thoáng qua rồi ung dung trở về chỗ ngồi. Điều này làm cho mọi người choáng váng. Lâm Vân còn đang nhỏ giọng phàn nàn, anh rể, sao? Anh không làm chết ông ta. Mã Sơn cũng rất là khó hiểu. Chỉ có chị Mai cười khúc khích, nhớ lại những gì đã xảy ra trong chỗ sáu sẹo, cười hì hì, thằng nhóc thối, luôn hành động trái lẽ thường. Vương Tôn Sinh cũng không ngờ rằng Lý Dục Thần lại thẳng thắn xin lỗi như vậy, nhất thời sửng sốt tại chỗ. Ông ta vốn dĩ rất coi trọng chuyện này, vì gần đây ông ta đã nghe rất nhiều tin đồn về Lý Dục Thần. Nhưng anh không ra bài theo lẽ thường, mọi sự chuẩn bị của ông ta cũng đều uổng phí, mục đích không đạt được, giống như đấm vào bông. Lúc này, bốn phía trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Nghe được những tiếng xì xào này, Vương Tôn Sinh giống như đã hiểu, cậu Lý này sợ là chỉ được mã ngoài, chỉ biết phô trương thanh thế, căn bản không có bản lĩnh gì. Về phần đường ngang ngõ tắt gì đó, hôm nay có nhiều tông sư ở đây như vậy, sao cậu ta dám dùng? Liễu Kim Sinh cười mỉa một tiếng, cũng yên tâm. Mà Viên Thọ Sơn càng là mừng như điên, ngay cả Vương Tôn Sinh cũng không dám đánh. Ông ta còn có gì phải sợ hãi? Không chỉ có Viên Thọ Sơn và Liễu Kim Sinh, mà hầu hết mọi người có mặt ở đây đều vô cùng thất vọng với cậu Lý, ngay cả nhìn anh cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Người trong võ lâm, ngoại trừ bản lĩnh ra, còn phải nói đến võ dũng, có thể chiến đấu hay không chỉ là thứ yếu, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, vậy anh chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát, là sỉ nhục đối với võ lâm. Ngay cả Tiền Khôn và cha con nhà họ Cao cũng cảm thấy khó hiểu. Lý Dục Thần vừa mới cao điệu tuyên bố sự trở về của nhà họ Lý từ thủ đô, lúc này nếu đánh bại Vương Tôn Sinh là cơ hội tuyên truyền rất tốt, dù sao Vương Tôn Sinh cũng là bán bộ tông sư. Chỉ có Trí Nhãn kinh ngạc liếc nhìn Lý Dục Thần một cái, sau đó cụp mi xuống, tiếp tục làm vị sư già ngồi thiền. Lý Dục Thần trở lại chỗ ngồi của mình ở trong góc giữa những tiếng xì xào, với vẻ mặt vui sướng. Không hề quan tâm đến những lời chế giễu xung quanh. Chị Mai tò mò nhìn ly rượu trong tay anh, hiếu kỳ hỏi, ly rượu này của cậu từ đâu ra? Tôi nhớ vừa rồi, không thấy cậu lấy thêm ly rượu nào. Lúc này, anh không còn ở trong phòng ăn dùng cơm, mà là quay trở lại sàn đấu võ của đại hội. Hầu hết mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào việc Lý Dục Thần không dám chấp nhận luận võ với Vương Tôn Sinh, không ai quan tâm đến cái ly trên tay anh. Hoặc là có người chú ý tới, cũng chỉ nghĩ rằng anh là một người yêu rượu mà thôi. Nhưng chị Mai ngồi cùng bàn với anh, tâm tư tỉnh tế, nhớ rõ anh ra về tay không? Lý Dục Thần lắc chiếc ly trong tay, hỏi, Lan Môn các người không phải có một loại thủ đoạn, gọi là cách không lấy vật sao? Chị Mai giật mình, hỏi, đây là cảnh giới tối cao của đạo thuật Lan Môn, làm sao cậu biết? Lý Dục Thần cười một tiếng, hơi đưa tay đẩy nhẹ về phía trước. Giống như đang cụng ly với ai đó, nhưng chiếc ly trong tay đột nhiên biến mất. Chị Mai nhìn đôi tay trống rỗng của anh, rồi vô thức nhìn lên trần nhà, như thể bà ta nhìn thấy một chiếc ly đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trên bàn ăn ở tầng trên. Hòa thượng Trí Nhẫn ở đối diện của đại điện, hàng mi cụp xuống chợt nhấc, bỗng nhiên ngước mắt lên, lộ ra ột tia sắc bén, liếc nhìn một cái rồi thu hồi lại. Mà từ góc đông bắc và tây nam, rất nhiều ánh mắt đồng thời đổ về phía này. Người đàn ông có bộ râu cá chê liếc nhìn Lý Dục Thần một cái, hơi cau mày, hình như đang tự hỏi gì đó. Cô gái trẻ có làn da màu lúa mạch ở góc đông nam cũng nhìn chằm chằm về phía Lý Dục Thần, trong mắt có chút nghi ngờ, ẩn ẩn còn có một tia bất an. Lý Dục Thần dường như không có việc gì,
chỉ cười nhìn chị Mai, chiêu vừa rồi của tôi so với cách không lấy vật của Lan Môn các người thì thế nào? Chị Mai lắc đầu nói, cách không lấy vật, đó cũng chỉ là truyền thuyết, ngay cả sư phụ của tôi cũng không thể làm được. Nhưng có khẩu quyết và tâm pháp phải không? Tính ra thì có đi, nó nằm trong chương cuối cùng của đạo thuật Lan Môn, nhưng tôi chỉ có thể đọc chứ không hiểu được ý nghĩa trong đó. Vậy chị đã bao giờ nói nó cho người khác chưa? Chị Mai giật mình, tôi. Bà ta đương nhiên từng nói, trong những ngày tháng ở bên Liễu Kim Sinh, hai người tình đầu ý hợp, không có chuyện gì là không nói. Liễu Kim Sinh là thiên tài của thế gia võ đạo, tuổi còn trẻ đã bước vào cánh cửa tông sư, chỉ là đạo thuật Lan Môn, đương nhiên khó có thể lọt vào mắt xanh của ông ta. Vì vậy trước mặt Liễu Kim Sinh, chị Mai cũng không coi bí thuật Lan Môn là bảo bối gì, có chỗ không hiểu sẽ nhờ Liễu Kim Sinh giải thích. Liễu Kim Sinh có qua có lại, cũng sẽ truyền cho bà A một ít võ đạo. Nhớ lại những điều này, đó còn có thể coi là kỷ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ, chị Mai chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào. Nhưng sau khi Lý Dục Thần nhắc nhở như vậy, bà ta đột nhiên không rét mà run. Liễu Kim Sinh đối xử tốt với bà ta, lẽ nào vì bí thuật Lan Môn? Không thể nào, ông ta là võ đạo tông sư, có tuyệt học của nhà họ Liễu, còn cần bí thuật Lan Môn làm gì? Trong lòng chị Mai bối rối, đầu choáng váng. Cho dù bà ta trở mặt với Liễu Kim Sinh, nhưng vẫn còn cất giữ lại một vài kỷ niệm đẹp. Bây giờ, muốn đánh nát một chút tốt đẹp còn sót lại sao? Bà ta oán hận nhìn về phía Lý Dục Thần, cắn chặt răng, chợt nhận ra người đàn ông trước mặt này thật nhãn tâm. Quả thật chính là ác ma. Lý Dục Thần lại giống như không cảm giác được, tiếp tục hỏi, chị Mai, chị đi trộm đồ ở Cửu Long, không gặp được ba vị đảo chủ sao? Đương nhiên là không gặp được, ba vị đảo chủ, hai tông sư, nếu gặp phải họ thì tôi còn có thể chạy thoát được sao? Chị Mai trừng mắt liếc anh một cái, cậu đang mong tôi bị bắt lại à? Lý Dục Thần cười nói, sao có thể như vậy? Tôi chỉ là thấy có chút kỳ lạ mà thôi, chị nói đảo Cửu Long có nhiều cao thủ như vậy, nhưng đồ vật lại bị trộm đi một cách dễ dàng. Trái tim chị Mai lúc này thấy có chút lạnh, đầu óc cũng có chút mơ hồ, hỏi ý cậu là gì? Có khi nào, có người đang bảo vệ chị, hoặc là nói, có người đã tạo điều kiện cho chị? Ý cậu là, Liễu Kim Sinh? Lý Dục Thần rời đi tầm mắt, nhìn trái phải nói, hôm nay có nhiều tông sư ở đây như vậy, hình như cũng không ai để ý đến việc tôi lấy một chiếc ly. Chị nói nếu tôi đi trộm Hỏa Long Châu, có phải cũng rất dễ hay không? Lồng ngực của chị Mai phập phồng dữ dội. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, bà ta nhanh chóng nhận ra một số chuyện. Liễu Kim Sinh đối xử tốt với bà ta vì học bí thuật Lan Môn cách không lấy vật. Ông ta học cách không lấy vật, vì trộm Hỏa Long Châu. Vì trộm Hỏa Long Châu, ông ta cần có một con dê thế tội. Mà bà ta là cao thủ Lan Môn, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu đúng như vậy thì tên Liễu Kim Sinh cũng quá đáng sợ, mà 20 năm nay của chính mình cũng quả thật là đáng buồn. Nghĩ đến đây, trong mắt chị Mai đã tràn đầy nước mắt. Lý Dục Thần thở dài, lấy ra một chiếc khăn giấy, đưa cho bà ta. Cậu thật là độc ác, chị Mai oán hận nhìn anh, không nhận lấy khăn giấy, tại sao phải nói cho tôi biết? Cậu không cần phải nói cho tôi biết, có thể để cho tôi luôn mơ mơ màng màng như vậy cũng được. Hoa mai ngạo tuyết, lòng lại tư xuân, nếu tôi không nói, thì chị sẽ mãi là con người của quá khứ. Chị Mai, chị yên tâm đi, những oan ức mà chị phải chịu, tôi sẽ giúp. Chị đòi lại toàn bộ. Lý Dục Thần giơ tay muốn giúp bà ta lau nước mắt, nhưng cuối cùng cũng dừng lại, chia khăn giấy làm đôi, đưa cho ông chủ Vương và sư phụ Vinh. Lúc này, ngoại trừ ông chủ Vương và sư phụ Vinh, không ai quan tâm đến nước mắt của chị Mai, vì vở kịch chân chính của Đại hội Võ Lâm quyết đấu giữa tông sư đã bắt đầu. Nghe nói mấy lần Đại hội Võ Lâm ban đầu, hai người Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân đã thật sự ra tay đối chiến. Nhưng thực lực của tông sư quá mạnh, lực phá hoại quá lớn. Sau này đổi thành đấu văn. Cụ thể chính là tông sư không trực tiếp ra tay, mà phái đệ tử ra luận võ, tông sư từ phía sau chỉ điểm, đồng thời cũng luận đạo. Nếu đệ tử không thể phân rõ thắng bại, lẽ ra tông sư phải tự mình kết thúc. Nhưng trong mấy năm qua, cả hai đều không ai nắm chắc sẽ chiến thắng, sau khi luận đạo, thì kết thúc với tỷ số hòa, giao hẹn sang năm lại tiếp tục so đấu. Vì vậy, mong đợi lớn nhất của mọi người cũng chỉ là luận đạo. Tông sư luận đạo, nếu có thể hiểu được vài câu chữ cũng sẽ mang lại lợi ích cả đời. Nhưng lần này,
Khi mọi người biết được Liễu Kim Sinh đã đột phá tiên thiên, bước lên đỉnh cao của võ đạo, thì kỳ vọng càng tăng cao, đều cho rằng chuyện ai là tông sư đứng đầu Nam Giang có thể kết luận trong năm nay. Luận võ bắt đầu. Đệ tử bên người tông sư cũng không nhiều, tài năng xuất chúng, sớm đã nổi tiếng thế giới, ví dụ như Liễu Trấn Võ bên người Liễu Kim Sinh và Viên Thiên Lãng bên người Hà Trường Xuân. Hai người đều có tu vi hóa kình đỉnh phong. Năm ngoái cũng là hai người này so tài, không phân rõ thắng bại. Tất cả mọi người đang suy đoán về sự tiến bộ của hai người này sau một năm không gặp, không biết năm nay có kết quả như thế nào. Liễu Trấn Võ bước ra ngoài. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc là Viên Thiên Lãng bên người Hà Trường Xuân không hề động. Đây, người bước ra chính là bố của Viên Thiên Lãng, lão gia chủ Viên Thọ Sơn. Đám người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không phải là lão Viên muốn thay thế con trai ra trận đấy chứ? Không thể nào, lão Viên biết võ công, chưa bao giờ nghe nói. Cho dù ông ta biết võ công, nhưng ông ta và Hà Tông Sư là quan hệ ngang hàng, sao có thể thay thế đệ tử Tông Sư xuất chiến được chứ? Lúc mọi người đang nghi ngờ trong lòng, Viên Thọ Sơn đã mở miệng. Rất nhiều người đều biết tôi và Hà Tông Sư là anh em tốt, nhưng ít có người biết tôi đã từng học nghệ dưới môn hạ của Tông Sư. Hôm nay là Võ Lâm Tụ Hội, theo quy củ của Võ Lâm, tôi cũng là đệ tử của Hà Tông Sư cũng là sư phụ của tôi. Hôm nay tôi muốn đại diện môn hạ của Hà Tông Sư so tài với môn hạ của Liễu Tông Sư, không biết có hợp quy củ hay không. Xung quanh lặng im, ai nấy đều nhìn về phía mấy vị Tông Sư hai nhà tiền cao trên ghế khách quý. Không có gì không hợp quy củ cả, nhưng mà lão Viên, Bách Phú Minh trầm ngâm nhắc nhở, tài năng sợ tuổi tác, ông đã cao tuổi rồi. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Viên Thọ Sơn cười ha ha một tiếng, nói ra cảm ơn Bách Tông Sư đã nhắc nhở, mặc dù Viên Mỗ đã cao tuổi, nhưng vẫn còn sức đánh một trận. Nếu đã như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì, Bách Phú Minh nhìn về phía Liễu Kim Sinh, Liễu Tông Sư, ý của ông như nào? Liễu Kim Sinh cũng cảm thấy rất bất ngờ về việc Viên Thọ Sơn xuất chiến, mặc dù cảm giác đối phương đột nhiên thay người xuất chiến dường như có âm mưu. Nhưng ông ta không có lý do từ chối, liền nói, nếu lão Viên đã nguyện ý dạy dỗ đệ tử môn hạ của tôi một chú, đương nhiên tôi cầu còn không được. Trấn Võ, học hỏi lão Viên cho tốt, biết dừng đúng lúc là được. Liễu Trấn Võ đáp một tiếng, sau đó liền chắp tay với Viên Thọ Sơn, lão Viên, xin chỉ giáo. Viên Thọ Sơn chắp tay đáp lễ, mời. Hai người triển khai tư thế, mọi người vốn cho rằng sẽ là một trận hiếu chiến. Nhưng Viên Thọ Sơn vừa mới triển khai tư thế, rất nhiều người đều cảm thấy không đúng. Phần lớn những người đang ngồi ở đây đều là cường giả hóa kình trở lên, rất nhiều trưởng môn các môn phái đều đến hóa kình đỉnh phong, kẹt ở tầng kia không có cách nào đột phá. Mặc dù sau hóa kình đỉnh phong chính là tông sư, nhưng tông sư và hóa kình giống như một cái trên trời một cái dưới đất vậy. Mà uy thế bộc phát ra trên người Viên Thọ Sơn lại khiến bọn họ cảm thấy ngạt thở. Đây không phải là thứ mà một võ giả hóa kình đỉnh phong nên có. Lão Viên là tông sư. Đây là, Nam Giang chúng ta có tông sư thứ ba sao? Hóa ra nhà họ Viên lại mạnh như vậy. Viên Thiên Lãng đã ở hóa kình đỉnh phong rất nhiều năm, không nghĩ tới lão Viên còn mạnh hơn con trai ông ta. Lúc đám người đang chấn động, mấy vị tông sư ở đây ngoại trừ Hà Trường Xuân ra thì những người khác cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhất là Liễu Kim Sinh. Ông ta vô cùng chắc chắn Viên Thọ Sơn đã đến cảnh giới tông sư, mặc dù có thể là vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định, nhưng muốn đối phó với Liễu Trấn Võ chỉ là hóa kình đỉnh phong thì vẫn dư xài. Đúng lúc này, Viên Thọ Sơn chuyển động, ông ta võ ra một trường, khí thế hùng hồn như núi cao, chấn động như sấm rền. Tông sư, ông ta là tông sư, có người hô lên. Vừa rồi mọi người mới chỉ suy đoán dựa vào khí thế, chờ đến khi Viên Thọ Sơn ra tay. Cuối cùng bọn họ đã có thể xác định ông ta chính là tông sư. Nam Giang có vị tông sư thứ ba. Mọi người vừa khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy rất hưng phấn. Xuất vị tông sư thứ ba, đây là sự vinh quang của toàn bộ võ lâm Nam Giang. Liễu Trấn Võ bị khí thế của tông sư đè ép, gần như không có khả năng phản kích, chỉ có thể lùi lại muốn tránh thoát một chưởng của Viên Thọ Sơn. Mà ý chỉ của ông ta đã mất, dù cho tránh thoát được một chưởng này, đối mặt với tông sư cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng không ngờ được là Viên Thọ Sơn căn bản không cho Liễu Trấn Võ cơ hội, ông ta lấy tốc độ nhanh hơn lao lên,
vẫn là một trưởng kia, trưởng lực chưa hết đã dán lên lồng ngực của Liễu Chấn Võ. Bị trưởng lực của tông sư đánh trúng ngực, chỉ cần một trưởng này là đánh thật, Liễu Chấn Võ chắc chắn sẽ phải chết. Liễu Kim Sinh nhướng mày lên, trong đôi mắt lộ ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng lúc này ông ta không thể ra tay, bởi vì không hợp quy củ. Bàn tay của Viên Thọ Sơn nhấn một cái lên lông ngực Liễu Chấn Võ, Liễu Chấn Võ nhẹ nhàng bay lên giống như một cái lá cây, lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đợi đến khi Liễu Chấn Võ bò dậy từ dưới đất, mọi người đều biết Viên Thọ Sơn đã nương tay. Liễu Chấn Võ không bị thương, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay cả một chiêu của Viên Thọ Sơn còn không tiếp nổi, đã không cần đánh nữa. Người có sắc mặt còn khó coi hơn Liễu Chấn Võ là Liễu Kim Sinh. Đệ tử luận võ, nhưng người tranh tài lại là sư phụ. Đồ đệ thua, người mất mặt cũng là sư phụ. Nhưng người ta có thể dạy dỗ ra được một tông sư, nhà họ Liễu ở đời ông ta trở đi lại không có một người thừa kế tông sư nào nữa. Ván này, ông ta thua, không thể không nhận. Chấn Võ, lui ra đi, Liễu Kim Sinh trầm giọng nói. Liễu Chấn Võ nghiêm mặt chắp tay với Viên Thọ Sơn, cả người dính đầy bụi đất về chỗ ngồi. Viên Thọ Sơn cũng chắp tay, cảm ơn đã nhường. Xung quanh bắt đầu hò reo, rất nhiều người đều kêu hay, đồng thời đứng lên chúc mừng. Chúc mừng lão Viên, chúc mừng Nam Giang chúng ta lại có thêm tông sư. Cũng có người nịnh hót Hà Trường Xuân, chúc mừng Hà tông sư đã dạy dỗ ra một đồ đệ tốt. Hà Trường Xuân cười nhạt một tiếng, tông sư không có sư phụ, ông ta đã rời núi rồi. Mọi người đều khâm phục trước khí thế của Hà Trường Xuân. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Viên Thọ Sơn hăng hái nhận lấy lời chúc của mọi người. Ngay cả mấy vị tông sư trên sân, bao gồm cả Liễu Kim Sinh cũng phải chúc mừng ông ta. Ở đây chỉ có góc chỗ đám người Lý Dục Thần đang ngồi là không có ai đứng lên. Có người liền chỉ vào bọn họ chất vấn, ê, mấy người làm sao vậy, Nam Giang lại có thêm một vị tông sư, đây. Là chuyện may mắn của võ lâm của Nam Giang, tại sao lại không chúc mừng? Viên Thọ Sơn nhìn thấy Lý Dục Thần, chuyện cũ lập tức hiện ra rõ ràng trong lòng. Con trai ông ta Viên Quốc Thành bị đánh chết, cháu trai Viên Thế Kiệt bị đánh thành tàn phế, lại thêm một màn hôm qua ở Hồ Tiền Đường khiến ông ta vô cùng uất ức, làm cho nỗi hận trong lòng ông ta càng ngày càng lớn. Viên Thọ Sơn cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát khí, ôm quyền nói với đám người. Có lẽ mọi người đều đã nghe nói đến chuyện nhà họ Viên tôi gần đây không yên ổn, con tôi Quốc Thành bị giết. Cháu trai tôi Thế Kiệt bị thương nặng đến nay chưa lành, tất cả đều là do cậu Lý kia ban tặng. Thù này không đội trời chung. Hôm nay là đại hội võ lâm, nếu cậu Lý đã tới tham gia, chắc hẳn cũng coi như là người trong võ lâm. Nếu đã là người trong võ lâm, vậy hãy làm theo quy củ võ lâm. Hôm nay, ngay trước mặt các vị tông sư cùng toàn bộ võ lâm Nam Giang, tôi muốn đánh một trận chiến sống còn với cậu Lý. Không biết cậu Lý có dám ứng chiến hay không? Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dục Thần. Trong đại sảnh an tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Người nơi này đều biết về ân oán giữa Lý Dục Thần và nhà họ Viên hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng cũng không có nhiều người biết Viên Quốc, Thành chết như thế nào, người biết Viên Thế Kiệt tàn phế đã ít lại càng ít hơn. Mọi người đều cho rằng ân oán giữa Lý Dục Thần và nhà họ Viên là bắt nguồn từ nhà họ. Lâm, là trận chiến Lâm Viên. Chỉ bởi vì Lý Dục Thần là con rể nhà họ Lâm nên mới có một màn ở Hồ Tiền Đường hôm qua. Bây giờ chính miệng Viên Thọ Sơn nói ra, mọi người mới biết được Lý Dục Thần giết Viên Quốc Thành, đánh Viên Thế Kiệt tàn phế. Đây chính là mối thù lớn không chết không thôi. Viên Thọ Sơn đề nghị có một trận chiến sống chết, theo quy củ của võ Lâm thì rất hợp lý. Nhưng vấn đề là thực lực bây giờ của Viên Thọ Sơn là tông sư. Một vị tông sư khiêu chiến với người ta. Đây không phải là muốn giết người sao? Lý Dục Thần bị ngu mới có thể ứng chiến. Nhưng ở trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, Lý Dục Thần lại chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, cười như không cười nhìn Viên Thọ Sơn, nói. Không ngờ ông lại đột phá đến tông sư nhanh như vậy, lần trước tôi đánh cháu trai ông, sao ông lại không ra tay vậy? Anh vừa thốt ra lời này, mọi người càng thêm kinh ngạc, điều này chẳng khác nào đang thẳng thắn thừa nhận Viên Thọ Sơn lên án đều là thật. Vậy hôm nay, Lý Dục Thần muốn không đánh cũng không được. Chẳng lẽ đầu óc tên nhóc này có vấn đề rồi sao? Thật sự có can đảm ra tay với tông sư, còn là quyết đấu sống còn nữa. Đương nhiên Viên Thọ Sơn sẽ không thừa nhận khi đó ông ta còn chưa đột phá tông sư,
không dám đánh với Lý Dục Thần. Hôm nay ông ta có dũng khí dám quyết đấu cùng Lý Dục Thần, trừ việc ông ta đã có thực lực tông sư ra thì còn bởi vì có Hà Trường Xuân ở đây nữa. Hà Trường Xuân là chỗ dựa của nhà họ Viên, trái lại, nhà họ Viên cũng là nơi để Hà Trường Xuân dựa vào. Phía sau mỗi một vị tông sư đều có thế lực cường đại chèo chống. Hôm qua sau khi Lý Dục Thần công khai tuyên bố muốn chiếm đoạt nhà họ Viên, Hà Trường Xuân sẽ không có khả năng buông tha cho anh. Viên Thọ Sơn muốn mượn cơ hội hôm nay để diệt trừ Lý Dục Thần, đồng thời để nhà họ Viên lật lại một kèo, khiến tất cả hào môn thế gia phản chiến ngày hôm qua phải hối hận. Thậm chí ông ta đã nghĩ kỹ phương pháp trả thù nhà họ Tiền và nhà họ Cao rồi. Ván này, ông ta chẳng những muốn chiến thắng trở về, mà còn muốn kiếm thật nhiều. Chẳng những muốn giết Lý Dục Thần, thâu tóm hết nhà họ Lâm, còn muốn căn một miếng thịt trên người nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Mà lực lượng lớn nhất của ông ta đến từ Hà Trường Xuân đã luyện được võ hồn. Võ hồn vừa ra, ai dám tranh đua? Cho dù Liễu Kim Sinh cũng đột phá tiên thiên, có thể đánh ngang tay với Hà Trường Xuân, nhưng nhà họ Liễu cũng chỉ có một tông sư. Mà bên cạnh Hà Trường Xuân còn có Viên Thọ Sơn ông ta nữa. Lấy hai địch một, thẳng thua đã rõ ràng. Nhà họ Viên có hai tông sư, từ nay về sau đừng nói là Tiền Đường, cho dù là ở toàn bộ Nam Giang, ai dám xếp trước nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn nhìn Lý Dục Thần, cười lạnh nói, lúc trước không ra tay là vì không muốn chấp nhặt với cậu. Nhưng cậu lại không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần đối nghịch với tôi, giết con tôi, làm tổn thương cháu tôi, còn tuyên bố muốn chiếm đoạt nhà họ Viên của tôi nữa. Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu và tôi hãy cùng nhau chấm dứt ân oán ở đây luôn đi. Ông thật sự muốn đánh với tôi, Lý Dục Thần lắc đầu, có phải quá qua loa hay không? Hừ, làm sao, cậu không dám. Viên Thọ Sơn tỏ ra khinh thường. Vừa rồi ông ta đã phô bày ra thực lực của tông sư, cho rằng Lý Dục Thần sợ, cũng càng thêm tự tin về mình, đồng thời càng thêm khinh thường anh. Lý Dục Thần khẽ thở dài một cái, cứ chết như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy ngày nhà họ Viên suy bại đâu. Ý của anh là nếu Viên Thọ Sơn chết rồi sẽ không thể nhìn thấy nhà họ Viên suy bại, điều này thực sự đáng tiếc. Thế nhưng khi lời này lọt vào trong tai người khác, ai nấy đều tưởng rằng anh đang nói chính mình, bởi vì không nhìn thấy nhà họ Viên suy bại mà không cam lòng. Viên Thọ Sơn cười ha ha, sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn làm như thế. Hôm nay, cậu không muốn đánh với tôi cũng không được. Võ Lâm có quy củ, mối thù sống còn. Trừ khi hôm nay có tông sư thay cậu ra mặt, nếu không cậu chỉ có thể đánh với tôi một trận. Muốn làm rùa đen rút đầu cũng được, quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi ngay trước các vị tông sư và đồng đạo Võ Lâm, tuyên bố vĩnh viễn làm một con chó của nhà họ Viên tôi. Xung quanh an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía mấy vị tông sư, nhìn xem ai sẽ ra mặt vì Lý Dục Thần. Quan Nhã Lệ nhìn về phía Xà Bích Thanh ở chỗ khách quý, trong đôi mắt mang theo mấy phần thăm dò. Xà Bích Thanh lại khẽ lắc đầu với Quan Nhã Lệ. Quan Nhã Lệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có vài phần tiếc hận nhìn về phía Lý Dục Thần. Tiên Khôn quay đầu nhìn Chí Nhẫn, chỉ thấy Chí Nhẫn cụp mắt xuống, vẫn như lão tăng nhập định, dường như không hề quan tâm gì đến chuyện xảy ra ở đây. Viên Thọ Sơn lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, cậu Lý. Nhìn thấy chưa, không có ai chịu giúp cậu cả, hoặc là quỳ xuống dập đầu cho tôi, làm chó của nhà họ Viên tôi. Hoặc là nhận lấy cái chết đi. Xem ra nhất định phải đánh trận chiến này rồi, Lý Dục Thần có chút bất đắc dĩ nói. Được, vậy ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của cậu. Chịu chết đi. Viên Thọ Sơn đang định ra tay, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, chờ một chút. Đám người kinh ngạc nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy tam đảo chủ đảo Cửu Long chữ Phượng Toàn đi ra. Viên Thọ Sơn cau mày nói, chữ đảo chủ, làm sao? Ông muốn ra mặt thay cậu ta ư? Chữ Phượng Toàn liền ôm quyền, Viên tông sư, tôi không có ý ra mặt thay cậu ta. Nhưng cậu ta không thể chết được, nếu cậu ta chết, tôi đi đâu mà tìm Hỏa Long Châu đây? Viên Thọ Sơn sững sờ, mới biết chữ Phượng Toàn là vì Hỏa Long Châu. Đảo Cửu Long ở hải ngoại, thuộc về khu vực không ai quản lý, mặc dù không độc lập xưng thành một quốc. Ra nhưng cũng không khác một đất nước nhỏ trên biển là bao, thế lực trên biển cực lớn. Hơn nữa Hoa Hạ và Đông Doanh đều muốn tranh giành nó, cho nên Viên Thọ Sơn cũng không dám chọc bọn họ. Chữ đảo chủ, kẻ này vô cùng xảo trá, không thể tin tưởng cậu ta được.
Cậu ta nói đã mang Hỏa Long Châu đến Cửu Long Đảo nhất định là kế sách kéo dài, nói không chừng Hỏa Long Châu căn bản không có ở chỗ cậu ta. Chứ Phượng Toàn nói, Hỏa Long Châu là thánh vật của đảo Cửu Long, cho dù là thật hay giả thì tôi đều muốn thử một lần, huống hồ không phải còn có hai nhà tiên cao bảo đảm sao. Nếu như ông đánh chết cậu ta rồi, sự đảm bảo của hai nhà sẽ không còn giá trị nữa. Ông báo được mối thù, nhưng ai sẽ bồi thường tổn thất cho đảo Cửu Long tôi đây? Dường như ở trong mắt chữ Phượng Toàn, chỉ cần Viên Thọ Sơn ra tay, Lý Dục Thần chắc chắn sẽ phải chết vậy. Viên Thọ Sơn không ngờ lại đột nhiên có sự cố, lập tức nhíu mày. Chữ đảo chủ, không bằng thế này đi, tôi sẽ không đánh chết cậu ta, để cậu ta còn thoi thóp, sau đó ông ép hỏi cậu ta về tung tích của Hỏa Long Châu, đợi đến khi ông lấy được Hỏa Long Châu rồi thì lại đưa cậu ta cho tôi, như thế nào? Chữ Phượng Toàn do dự một chút. Nói, Viên Tông Sư nói như vậy cũng không phải là không thể, nhưng cao thủ luận võ, sống chết chỉ ở trong nháy mắt, ông có thể bảo đảm ông thắng cậu ta mà vẫn có thể giữ được mạng sống của cậu ta không? Viên Thọ Sơn trầm ngâm một lát, nói tôi cam đoan. Hai người ở nơi đó thương lượng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Lý Dục Thần bên cạnh, cứ như ở trong mắt bọn họ, Lý Dục Thần chỉ là một công cụ vậy. Lúc này, Liễu Kim Sinh đứng lên, hai vị cho tôi nói một câu. Thật ra Liễu Kim Sinh cũng không hy vọng Lý Dục Thần rơi vào trong tay chữ Phượng Toàn, nhỡ may để chữ Phượng Toàn biết sự thật thì sẽ không xong. Lý Dục Thần chết trong tay Viên Thọ Sơn mới là kết quả tốt nhất với ông ta. Viên Tông Sư, ân oán của ông và cậu Lý, chúng tôi đều đã nghe rõ. Nhưng mà hôm nay là đại hội võ lâm, mặc dù hai người cũng được tính là người trong võ lâm, nhưng giữa hai người chỉ là ân oán cá nhân, cũng không liên quan gì đến võ lâm phân tranh cả. Cho nên tôi đề nghị, hai người vẫn nên giải quyết trong âm thầm thì hơn. Chủ đề ngày hôm nay là tôi và Hà Tông Sư đọ sức, hai người cũng không thể giọng khách hát giọng chủ được chứ. Không bằng chờ tôi và Hà Tông Sư phân ra thăng bại rồi lại giải quyết chuyện của hai người sau. Viên Thọ Sơn sửng sốt một chút. Liễu Tông Sư, ông nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi tôi và lệnh đồ tỷ thí không tính sao? Theo điều lệ vốn có. Viên Thọ Sơn làm đồ đệ của Hà Trường Xuân, chiến thắng đồ đệ của Liễu Kim Sinh là Liễu Trấn Võ đã coi như kết thúc. Trận chiến tông sư đứng đầu nhiều năm không giải quyết được của Đại hội Võ Lâm Nam Giang cũng nên hạ màn kết thúc. Nhưng nghe lời của Liễu Kim Sinh thì có vẻ ông ta vẫn muốn đích thân tỉ thí với Hà Trường Xuân. Điều này khiến lực chú ý của mọi người lập tức trở về trận chiến tông sư. Liễu Kim Sinh nói, Viên Tông Sư, vừa rồi Hà Tông Sư cũng đã nói, tông sư không có sư phụ. Vào ngày mà ông trở thành tông sư, ông đã xuất sư rồi, đã không còn là môn hạ của Hà Tông Sư, đương nhiên cũng không thể đại diện Hà Tông Sư xuất chiến. Bởi vậy, đương nhiên kết quả luận võ giữa ông và Trấn Võ cũng không tính được. Trong lòng Viên Thọ Sơn không vui, rõ ràng là Liễu Kim Sinh muốn chơi xấu. Nhưng lời nói của Liễu Kim Sinh lại không có gì để phản bác cả. Mọi người đều nhìn về phía Hà Trường Xuân. Vừa rồi Liễu Kim Sinh đã ngang nhiên tuyên bố đột phá tiên thiên, lúc này phải xem Hà Trường Xuân có dám ứng chiến hay không. Mọi người cũng đều muốn biết rốt cuộc Liễu Kim Sinh có đến tiên thiên thật hay không, mà rốt cuộc. Công phu của võ đạo chí tôn tiên thiên sẽ như thế nào? Hà Trường Xuân mỉm cười, nói, Liễu Tông Sư nói rất đúng, Thọ Sơn, chuyện của ông cứ chờ tôi và Liễu Tông Sư luận bàn xong rồi nói sau, tên nhóc Lý Dục Thần kia cũng không chạy thoát được đâu. Viên Thọ Sơn đành phải đáp ứng, vâng. Ông ta căm hận nhìn Lý Dục Thần một chút, nhóc con, để cậu sống lâu thêm mấy phút nữa. Liễu Kim Sinh thấy đã đạt được mục đích, liền ôm quyền với Hà Trường Xuân, Hà Tông Sư, mời. Hà Trường Xuân đứng lên từ trên chỗ ngồi, chậm rãi đi trong đại sảnh diễn võ. Mọi người đều đặt lực chú ý lên trên người ông ta. Chợt nghe có người kêu sợ hãi, mọi người nhìn kìa. Hà Tông Sư. Tại sao có thể có? Hai Hà Tông Sư. Mọi người tập trung nhìn lại, mới phát hiện Hà Trường Xuân chậm rãi đi về phía trước, đồng thời trên vị trí ban đầu của ông ta còn có một Hà Trường Xuân khác. Võ hồn, là võ hồn, Hà Tông Sư đã luyện được võ hồn rồi. Giờ phút này mức độ chấn động trong lòng mọi người còn mãnh liệt hơn lúc Viên Thọ Sơn ra tay vừa nãy nhiều. Viên Thọ Sơn ra tay, Nam Giang xuất hiện vị Tông Sư thứ ba. Đương nhiên khiến người ta rất mừng rỡ. Nhưng dù sao vẫn có thể nhìn thấy tông sư, ít nhất trong phòng khách này có tận mấy vị.
nhưng tông sư tiên thiên có thể luyện ra võ hồn, đó là võ đạo chí tôn, đa số những người ở đây đều chưa bao giờ thấy qua. Vừa rồi Liễu Kim Sinh tự xưng là đã đột phá tiên thiên, nhưng lại không thấy ông ta gọi ra võ hồn, mà Hà Trường Xuân vừa ra trận đã trực tiếp gọi võ hồn xuất hiện, khí thế kia hoàn toàn khiến người ta phải chấn động. Đừng nói là những võ giả này, cho dù là đám tông sư trên sân cũng rất kinh ngạc. Ngay cả Chí Nhẫn Hòa Thượng vẫn luôn có dáng vẻ yên lặng cụp mắt xuống cũng phải mở mắt ra, nhìn chăm chú vào võ hồn của Hà Trường Xuân. Liễu Kim Sinh khẽ nhíu mày. Ông ta không nghĩ tới Hà Trường Xuân cũng đã luyện được võ hồn, hơn nữa nhìn từ trình độ viên mãn của võ hồn thì có vẻ còn cao hơn chính mình. Thật ra đã qua nhiều năm như vậy rồi, bàn về công lực, ông ta còn thiếu một chút mồi lửa so với Hà Trường Xuân, dù sao Hà Trường Xuân đã nổi tiếng từ lâu rồi. 30 năm trước đã là tông sư. Nhưng tuyệt học của nhà họ Liễu có chỗ độc đáo riêng, cộng thêm Liễu Kim Sinh có bảo vật gia truyền hộ thân, cho nên khi tỉ thí với Hà Trường Xuân vẫn luôn không hề rơi vào thế yếu. Lần này ông ta mượn Thái Âm Châu gia truyền và Hỏa Long Châu trộm được từ đảo Cửu Long, điều hòa lực lượng âm dương, cuối cùng đã sớm phá quan, tiến vào tiên thiên. Chỉ là bởi vì quá gấp gáp cho nên không đủ viên mãn, suýt nữa còn tẩu hỏa nhập ma. Như vậy rồi mà còn không thể vượt qua Hà Trường Xuân. Liễu Kim Sinh có chút không cam tâm. Nhìn thấy võ hồn của Hà Trường Xuân xuất hiện, ông A cũng gọi ra võ hồn, cả cơ thể tăng vọt, đỉnh đầu chạm đến trần nhà giống như một người khổng lồ. Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc. Võ hồn, Liễu Tông Sư cũng có võ hồn. Võ hồn giống như người khổng lồ của Liễu Kim Sinh, ở hiệu quả thị giác và khí thế đương nhiên đã vượt xa Hà Trường Xuân. Nhưng trong lòng Liễu Kim Sinh cũng hiểu được võ hồn của mình có thiếu hụt, Hà Trường Xuân ung dung đi lại như dạo chơi, chắc chắn là cao siêu hơn ông. À một chút, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết điều này, người khác, cho dù là tông sư cũng không nhìn ra. Liễu Kim Sinh tin chắc mặc dù võ hồn không thể viên mãn bằng Hà Trường Xuân, nhưng luận võ là so sức chiến đấu, nếu đánh nhau thật, thắng thua là ai còn chưa biết được đâu. Khi võ hồn của Hà Trường Xuân tới gần, võ hồn của Liễu Kim Sinh cũng tăng vọt, bầu không khí trên sân trở nên cực kỳ ngột ngạt kinh khủng. Loại áp lực này khiến đám võ giả trăm trận trăm thắng cũng không thở nổi, thậm chí muốn cử động một chút cũng khó khăn. Đã không còn ai kêu lên nữa, chỉ còn lại ánh mắt khiếp sợ cùng với sự sợ hãi âm thầm dâng lên từ sâu trong lòng. Dù là ai cũng không có cách nào đoán trước được hai vị tông sư tiên thiên này ra tay, liệu có thể trực tiếp lật tung cả trung tâm hội nghị cỡ lớn này lên không? Ngay lúc mọi người đều đang chờ đợi giây phút đáng sợ kia xảy ra, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười ngông cuồng. Ha 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 ha, mấy người này, tỉ thí còn lằng nhằng, thật sự là làm trái với cổ huấn của võ giả. Chỉ thấy ở góc đông bắc đại sảnh có bóng người lóe lên, một người đã đi đến trong đại sảnh. Không ai thấy rõ ông ta đi tới như thế nào, là nhảy, là chạy hay là bay. Cho đến khi tiếng cười ngông cuồng của ông ta vang lên lần nữa. Mọi người mới nhìn rõ đó là một người đàn ông nhỏ con để râu cá chê. Trên lưng người đàn ông còn đeo một cuộn vải dài, nhìn giống như đang quấn lấy một thanh kiếm. Ha 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 ha, người đàn ông râu cá chê cười, hai võ hồn. Không uổng công tôi đến tiên đường, hoa hạ quả nhiên vẫn có ít người mới. Vậy để tôi đến thử sức võ công của hai vị tông sư tiên thiên xem sao. Để xem là võ đạo hoa hạ mấy người lợi hại, hay là võ sĩ đạo chính tông của đông doanh tôi. Nghe thấy vậy, mọi người mới hiểu được đây là người đông doanh. Ông là ai? Liễu Kim Sinh hỏi. Tôi tên là Itazura Kazuyoshi, dâu cá chê đáp. Tiên Khôn lập tức đứng bật dậy, chỉ vào Lazura. Kazuyoshi nói, ông là Itazura Kazuyoshi của Thiên Nhẫn Tông. Đúng vậy, Itazura Kazuyoshi nhìn thoáng qua Tiền Khôn, là nhà họ Tiền Tiền Đường sao? Ông là một người đáng tôn kính, đáng tiếc, trên võ đạo. Ông còn chưa xứng làm đối thủ của tôi. Tiền Khôn đang muốn xông lên, Chí Nhẫn bên cạnh đột nhiên đưa tay kéo ông ta lại, ra hiệu ông ta không nên làm gì. Thiên Nhẫn Tông của Đông Doanh có quá nhiều lần xung đột với giới võ đạo của Hoa Hạ, bởi vậy phần lớn người trong võ lâm đều đã từng nghe nói đến tên tuổi của Lazura Kazuyoshi. Ông ta chính là tông chủ Thiên Nhẫn Tông Itazura Kazuyoshi. Hừ, một tên ninja mà thôi, cũng dám tới khiêu chiến tông sư Hoa Hạ sao? Ông cũng đừng khinh thường nhẫn thuật của Đông Doanh, tôi nghe nói ninja phân ra ba cấp là thượng trung hạ, hơn nữa ở trên ba cấp đó còn có đột nhẫn,
luyện đến đột nhẫn thì tương đương với tông sư võ đạo của chúng ta. Thì tính sao, cho dù ông ta là đột nhãn, hôm nay ông ta sẽ phải đối mặt với hai vị đại tông sư tiên thiên đã luyện được võ hồn. Hừ, tên Đông Doanh này đúng là không biết sống chết, cứ để ông ta mở mang kiến thức về sự lợi hại của tông sư Hoa Hạ đi. Itazura Kazuyoshi nhìn Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân, nói ra, hai vị, ra tay đi. Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân liếc nhau. Lúc này đối mặt với sự khiêu khích của ninja Đông Doanh, chỉ cần một ánh mắt, hai vị tông sư đã tranh giành thẳng bại nửa đời người lập tức thống nhất với nhau là sẽ đối ngoại trước. Liễu tông sư, hai chúng ta ai tới trước? Hà Trường Xuân hỏi. Liễu Kim Sinh nói, nhà họ Liễu thành phố Dũng của tôi năm đó đã từng đi theo thích tướng quân giết giặc Oa, bảo vệ vùng biển, tuyệt học của nhà họ Liễu cũng từ đó mà tới. Hôm nay người Oa đã dám đến khiêu khích, đương nhiên là tôi trước, không thể để cho người khác. Được. Lời này của Liễu Kim Sinh khiến mọi người xung quanh khen ngợi không ngớt. Hà Trường Xuân gật đầu, võ hồn quay lại, trở về bản thể, lẳng lặng nhìn. Itazura Kazuyoshi có chút tiếc nuối nói, thật ra hai người có thể cùng nhau tiến lên. Liễu Kim Sinh cả giận nói, đúng là tên ngông cuồng. Lấy binh khí của ông ra đi, đảm bảo ông sẽ thua tâm phục khẩu phục. Itazura Kazuyoshi gật gật đầu, trịnh trọng cầm cuộn vải sau lưng ra, tháo xuống từng lớp để lộ ra một thanh đao gỗ không có lưỡi. Xung quanh không khỏi có người chế giễu, cái này không phải chỉ là một thanh gỗ thôi sao, khi còn bé tôi luyện võ, sư phụ cũng cho đám trẻ chúng tôi dùng thanh gỗ như vậy. Người trong đại sảnh đều nở nụ cười. Itazura Kazuyoshi cười lạnh một tiếng, vuốt ve đao gỗ như vuốt ve người yêu của mình, nói cây đao đã đi theo tôi 25 năm. Chém đầu 133 người, uống máu chưa no bụng, đến nay vẫn còn chưa già. Dứt lời, ông ta cầm ngang thanh đao gỗ, lại nhìn Liễu Kim Sinh, Liễu Tông Sư, binh khí của ông đâu? Liễu Kim Sinh cười lạnh nói, giết ông không cần binh khí, một đôi tay không là đủ. Ông ta vừa dứt lời, võ hồn liền bay lên không, sau đó đánh một quyền xuống. Một quyền kinh người này có uy lực cường đại, giống như Thái Sơn sụp đổ. Vóc dáng của Lazura Kazuyoshi vốn đã thấp bé, bây giờ ở trước mặt võ hồn khổng lồ của Liễu Kim Sinh thì càng nhỏ bé như sâu kiến. Không có người nào hoài nghi, ai nấy đều nghĩ chắc chắn Itazura Kazuyoshi sẽ biến thành bột mịn dưới một quyền này. Ngay cả mấy vị tông sư trên sân cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì bọn họ tự nghĩ nếu như là mình cũng không thể đỡ được một quyền này. Itazura Kazuyoshi không hề né tránh, mà giơ đao gỗ trong tay ông ta lên. Ở hướng lưỡi đao chỉ tới có một luồng sát khí cường đại vô song hiện lên trên không trung, cũng hiện lên trong lòng mọi người. Không có tiếng động, không có va chạm rung trời động đất. Đao khí kinh khủng như chém nứt không gian này, chém nứt quyền thế cường đại, chém nứt bàn tay của võ hồn. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, giống như sát ý kia cũng đang chém vào trái tim mọi người vậy. Xoẹt! Đao gỗ thu hồi. Thân đao chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ. Mà võ hồn của Liễu Kim Sinh lại tản ra, liên tục lùi về sau mấy bước. Lạch cạch một tiếng, một bàn tay phải rơi trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài. Tôi đã nói rồi, tốt nhất là ông nên lấy binh khí ra thì hơn. Itazura Kazuyoshi vuốt ve đao gỗ của ông ta, nói. Liễu Kim Sinh ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho cánh tay cụt nhỏ máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ông ta làm sao cũng không thể ngờ được vậy mà Itazura Kazuyoshi lại mạnh đến mức độ đó. Một kiếm, chỉ một kiếm, vậy mà mình lại không tiếp nổi một kiếm của ông ta. Đương nhiên cũng là do ông ta quá khinh địch, nếu như chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không về thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Bây giờ một tay đã đứt, đã không có khả năng chiến đấu tiếp nữa. Tôi thua, Liễu Kim Sinh chán nản nói. Liễu Kim Sinh mới đánh một chiêu đã bại khiến người ở chỗ này đều vô cùng khiếp sợ. Đây chính là tông sư tiên thiên luyện được võ hồn. Mà điều khiến không người nào có thể tiếp nhận chính là đối thủ là võ giả Đông Doanh đến đây khiêu khích. Hà Trường Xuân đi tới, điểm nhẹ hai lần lên cánh tay Liễu Kim Sinh, giúp ông ta cầm máu. Liễu tông sư, ông nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho. Tôi, Hà Trường Xuân nói. Hà tông sư, cẩn thận đao ý của ông ta. Liễu Kim Sinh nhắc nhở, lui sang một bên. Cho dù đã từng là đối thủ như thế nào, lúc này đối mặt với sự khiêu khích của võ sĩ dị tộc, làm võ giả Hoa Hạ,
Liễu Kim Sinh cũng chỉ có thể để ân oán cá nhân sang một bên, cùng chung một mối thù với Hà Trường Xuân. Cái gọi là đao ý, ý không tại đao, đả thương người không phải đao, mà là ý. Điều này còn cao hơn đao khí một tầng. Đao khí vẫn còn hình, mà đao ý đã đến tình trạng vô hình. Cho nên đao trong tay Itazura Kazuyoshi mặc dù chỉ là một thanh đao gỗ không lưỡi, lúc ra chiêu cũng không có đao quang chói mắt, nhưng mỗi người ở đây đều cảm thấy đao ý kinh khủng kia giống như đang chém vào tim của mỗi người. Hà Trường Xuân gật đầu, tôi biết rồi. Ông ta xoay người, sắc mặt nghiêm túc nhìn Itazura Kazuyoshi. Võ giả Hoa Hạ mấy người đều không cần binh khí sao, nhìn Hà Trường Xuân hai tay trống không, Lazura Kazuyoshi khó hiểu hỏi. Người trong đại sảnh cũng đều không hiểu, nếu như, vừa rồi Liễu Kim Sinh là nhất thời chủ quan, như vậy sau khi Liễu Kim Sinh thất bại, Hà Trường Xuân tuyệt đối không nên đi vào vết xe đổ của ông ta mới đúng. Hà Trường Xuân thở dài, tôi đã không dùng binh khí mấy chục năm rồi, dùng không quen, đành lấy đôi tay này giao lưu với đao của ông Lazura vậy. Itazura Kazuyoshi nói, được, vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Hà Tông Sư, mời. Dứt lời. Ông ta giơ đao gỗ lên, chém nghiêng ra một nhát. Đao ý tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Hà Trường Xuân nâng hai tay lên, mười ngón khẽ nhúc nhích giống như đánh đàn dương cầm. Chỉ nghe thấy những tiếng vang leng ca leng keng. Đại lực kim cương chỉ, có người kinh ngạc hô lên. Võ Đức Hồ thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ. Ông ta là trưởng môn Ưng Chảo Môn, cũng tu luyện đại lực kim cương chỉ, thế nhưng so sánh với Hà Trường Xuân thì đúng là một trời một vực. Vốn cho rằng đấm đá như bùn đã là cảnh giới tối cao của đại lực kim cương chỉ, không nghĩ tới ở trong tay tông sư, đại lực kim cương chỉ bình thường còn có thể đột phá đến trình độ này. Tốc độ và lực lượng đó không phải là thứ mà võ giả bình thường có khả năng tưởng tượng được. Lazura Kazuyoshi mới chém đao gỗ xuống một nửa, mà Hà Trường Xuân đã dùng 10 ngón thay phiên tiếp đao, một ngón tiếp đao xong lập tức co vào, ngón thứ hai tiếp tục, cứ như thế, giống như đang đánh đàn trên đao gỗ. Mỗi một ngón ai đều phá đi một phần lực lượng, sau khi dùng hết 10 ngón, lực lượng của một đao cũng hết. Nhưng giống như Liễu Kim Sinh nói, chỗ lợi hại của Lazura Kazuyoshi là ý không ở tại đao. Mặc dù đã đỡ được đao, nhưng đao ý vẫn chém thẳng vào lồng ngực Hà Trường Xuân. Hà Trường Xuân nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng lớp áo trước ngực vẫn rách toạc, trên lồng ngực xuất hiện một dấu vết màu đỏ nhàn nhạt. Nhưng mà lúc Hà Trường Xuân đang đỡ đao, đồng thời lại có một bóng người khác lao ra, xông thẳng về phía Lazura. Kazuyoshi, đúng là võ hồn của ông ta. Lực lượng cường đại vô song giống như núi cao vào tới chỗ Itazura Kazuyoshi. Lúc này, đao của Lazura Kazuyoshi vẫn còn đặt trên người Hà Trường Xuân, căn bản không kịp thu đao phản kháng. Nếu như bị võ hồn của Hà Trường Xuân đụng vào, Lazura Kazuyoshi chắc chắn sẽ bị thương nặng. Lúc này Lazura Kazuyoshi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cứng đối cứng với võ hồn của Hà Trường Xuân, so đấu công lực. Nhưng sở trưởng của ninja từ trước đến nay đều không phải nội lực, mà là kỹ xảo. Mà ông ta luyện đao thì càng phải chú trọng đao ý, chú trọng việc cô đọng lực lượng bản thân, liên kết làm một với trời đất, người và trời hợp nhất, người và đao hợp nhất mới có thể bộc phát ra một đao không gì phá được, càng có thể để ý đi trước đao, lấy ý đả thương người. Nếu cứng đối cứng với Hà Trường Xuân có rất nhiều công lực, chưa chắc Lazura Kazuyoshi đã có thể thắng được. Lựa chọn thứ hai chính là vứt bỏ đao để lùi về phía sau. Nhưng nếu ông ta ném đao đi thì chẳng khác nào làm mất vũ khí mạnh mẽ nhất, vũ lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa từ trước đến nay võ sĩ đạo coi đao như mạng, vứt bỏ đao tương đương với từ bỏ tôn nghiêm của võ sĩ. Bởi vì Hà Trường Xuân thấy được điểm này nên mới dùng phương pháp liều mạng như vậy. Liều mạng bị thương để đỡ một đao của Lazura Kazuyoshi, lấy võ hồn ngưng tụ công lực suốt đời để đồng quy vu tận với Lazura Kazuyoshi. Nhưng ông ta vẫn mỉm cười nhìn Lazura Kazuyoshi. Lazura Kazuyoshi cũng cười lạnh, mạnh mẽ rụt đầu, ngay lúc bàn tay võ hồn của Hà Trường Xuân vừa mới chạm đến thân thể của ông ta lại đột nhiên biến mất, trên không trung chỉ còn lại một chiếc áo khoác bay phấp phới. Hà Trường Xuân giật nảy cả mình, thầm nói không tốt. Vội vàng thu hồi võ hồn. Nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Ông ta còn chưa kịp thu võ hồn về, không khí phía trên bản thể của ông ta đột nhiên xuất hiện một chút dao động, một sát ý nồng đậm đánh tới. Không gian dường như vỡ ra,
một thanh đao gỗ xuất hiện trên đỉnh đầu Hà Trường Xuân, chém từ trên cao xuống. Hà Trường Xuân muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể nhấc tay cứng rắn chống đỡ. Nhưng lúc này võ hồn của ông ta còn chưa hoàn toàn trở về, chỉ có thể ngăn cản băng thân sát thật. Mặc dù ông ta đã dùng đại lực kim cương chỉ chặn một đao vừa rồi, nhưng đó là dưới tình huống có sự chuẩn bị, mà đao thứ nhất của Itazura Kazuyoshi lại không thi triển toàn lực. Lúc này Lazura Kazuyoshi ẩn thân đánh lén, còn đánh từ trên cao xuống, dựa thế thành đao, uy thế còn mạnh hơn vừa rồi. Mà Hà Trường Xuân vội vàng ngăn cản, võ hồn lại không kịp thời trở về. Một tăng một giảm, có thể thấy được đã phân rõ thắng bại. Một đao chém xuống. Lazura Kazuyoshi rơi xuống, nửa ngồi trên mặt đất, đao gỗ trong tay chỉ xuống. Trên mũi đao nhỏ xuống một giọt máu. Tiếp theo, vài tiếng lộp bộp vang lên, mấy ngón tay đứt rơi trên mặt đất. Hà Trường Xuân đứng ở nơi đó, hai tay giơ cao giống như tượng đá, mà 10 ngón tay của ông ta không ngờ đã bị chặt đứt tận gốc. Lần này, mọi người đều bị dọa sợ. Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của võ lâm Nam Giang. Bây giờ hai người còn đồng thời đột phá tiên thiên, luyện được võ hồn. Đây vốn là đại hội lớn của võ lâm Nam Giang, thậm chí ở toàn bộ võ lâm Hoa Hạ cũng đáng để kiêu ngạo ca tụng. Nhưng bây giờ sự kiêu ngạo này đã bị người ta dùng đao chém đứt. Mà người này còn là một võ giả tới từ Đông Doanh. Lazura Kazuyoshi xoay người lùi về phía sau một bước. Chiếc áo khoác màu xám kia bay xuống, vừa vặn rơi ở trên người ông ta. Ông ta giang hai cánh tay ra, mặc áo khoác lên người, lại nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch đao gỗ trong tay. Động tác cực kỳ tiêu sái. Thế nhưng là ông ta càng tiêu sái, trong lòng đám người võ lâm Nam Giang lại càng khó chịu và uất ức. Lazura Kazuyoshi cười ha ha, cái gọi là võ hồn cũng chỉ đến thế mà thôi. Võ đạo Hoa Hạ uổng công xưng là chính thống. Từ nay về sau sẽ phải xếp sau Thiên Nhẫn Tông của tôi. Nói hưu nói vượn, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, Bách Phú Minh đứng lên, cả giận nói, ông thật sự cho rằng Hoa Hạ tôi không có ai sao. Lazura Kazuyoshi nhìn ông ta một cái, lắc đầu, dùng tiếng phổ thông mang theo vài phần cứng rắn nói, ông không bằng. Hai người bọn họ, không phải là đối thủ của tôi. Bách Phú Minh đỏ mặt, ông A còn chưa vào tiên thiên. Đúng là không bằng Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân. Nhưng làm hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, lúc này ông ta nhất định phải đứng ra nói chuyện. Hừ, thì làm sao, Hoa Hạ có rất nhiều người, ông có dám đến Kim Lăng khiêu chiến sư phụ tôi không? Sư phụ ông là ai? Chu Khiếu Uyên, à, tôi biết, tông sư đứng đầu Hoa Đông, tôi sẽ đi khiêu chiến ông ta. Nhưng mà ông ta duỗi một ngón tay ra, lắc lắc, khinh miệt nói ra hai chữ, không được. Khuôn mặt Bách Phú Minh đỏ bừng lên. Thái độ miệt thị của Itazura Kazuyoshi đối với ông ta khiến ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng ông ta lại không thể làm gì được. Đánh, chắc chắn là không đánh lại. Nhưng nếu không đánh thì sẽ làm mất hết mặt mũi của võ lâm Hoa Hạ. Mặc dù không đánh lại cũng bị mất mặt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc bị người ta sỉ nhục mà không dám đánh. Bách Phú Minh đi về phía trước. Cầm lấy một thanh trường thương trên kệ bên cạnh đại sảnh diễn võ. Ông ta không có binh khí của mình, mặc dù vũ khí trên kệ diễn võ chỉ để trang trí, nhưng còn hơn là không có. Huống chi trong tay Lazura Kazuyoshi cũng chỉ là một thanh đao gỗ. Bách Phú Minh tự nghĩ nếu đao kiếm đã không sánh bằng đối phương thì nên chọn trường thương. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, thương là vua của trăm binh khí, ông ta muốn kéo dài khoảng cách, cố gắng đánh với Lazura Kazuyoshi. Cho dù có thua cũng không quá khó coi. Lazura Kazuyoshi gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng với hành động này của ông ta. Đúng lúc này, một vị tông sư khác trên ghế khách quý. Xà Bích Thanh cũng đi ra, lấy một thanh kiếm trên giá binh khí, nói trăm tông sư, đối với tên giặc đến từ Đông Doanh này, không cần quan tâm đến quy củ võ lâm làm gì, ông và tôi hợp tác là được. Lúc Xà Bích Thanh đứng lên, Lý Dục Thần đột nhiên khẽ gật đầu. Bây giờ bà lão này chịu hạ mình đứng ra, anh rất tán thưởng phong thái không câu nệ cổ hủ này. Nhưng Bách Phú Minh lại có vẻ hơi do dự. Lấy hai đánh một, đúng là không phù hợp với quy củ võ lâm. Càng quan trọng hơn là thắng còn dễ nói, nếu mà thua thì sẽ càng thêm mất mặt. Ngay lúc ông ta còn đang do dự, Liễu Kim Sinh gãy một cánh tay cũng đứng dậy, nói đạo lý với giặc oa làm gì, chúng ta cùng nhau tiến lên đi.
Ngoại trừ việc bảo vệ mặt mũi cho Võ Lâm, Liễu Kim Sinh cũng muốn lấy lại thể diện của mình, còn muốn báo thù cho cái tay cụt vừa rồi. Ông ta nhìn về phía Hà Trường Xuân, nói, Hà Tông Sư. Hà Trường Xuân cụt mất 10 ngón, đối với cấp bậc như đám người Liễu Kim Sinh mà nói, chỉ cần võ hồn không hao tổn gì, chút thương tích ấy vẫn còn nhẹ, không ảnh hưởng đến căn cơ. Được, Hà Trường Xuân cũng đi ra 2 bước. Cứ như vậy, 4 vị tông sư từ 4 phương 8 hướng bao vây Lazura Kazuyoshi vào giữa. Mọi người thấy thương tích của 2 vị đại tông sư không nặng, mà 4 vị tông sư còn đồng thời ra tay, dường như lại thấy được hy vọng thắng lợi. Cho dù Itazura Kazuyoshi có lợi hại đi thế nào nữa thì cũng không có khả năng lấy một địch 4 đi. Trong lòng Viên Thọ Sơn vô cùng mừng rỡ, sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Lazura Kazuyoshi vừa mới đánh bại 2 vị đại tông sư, nếu có thể đánh bại ông ta sẽ là anh hùng võ lâm Nam Giang, thậm chí là võ lâm Hoa Hạ. Mặc dù là mọi người hợp sức có vẻ thắng không quá vẻ vang, nhưng lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần thắng, ai còn quan tâm đến quá trình nữa. Thêm cả tôi nữa. Viên Thọ Sơn tiến lên, cũng gia nhập vào đội ngũ tấn công. Còn có tôi. Vạn Sơn Lâm đi cùng bố con nhà họ Cao đến đây cũng đứng dậy. Vạn Sơn Lâm là cao thủ hồng môn, trên võ đạo còn kém tông sư một bước, nhưng ông ta cũng tu đạo thuật, cho nên thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn tông sư, thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn nữa. Đây cũng là lý do mà lúc trước Tào Cha Lý của Huyền Hàng Môn không dám trực tiếp ra tay với nhà họ Cao. Mặc dù hồng môn ở hải ngoại, nhưng trái tim vẫn hướng về Hoa Hạ. Bây giờ thấy người Hoa chèn ép chế giễu võ đạo Hoa Hạ, sao Vạn Sơn Lâm có thể không ra tay được chứ? Vậy cũng thêm cả tôi nữa, chứ Phượng Toàn cũng đi ra. Mặc dù đảo Cửu Long năm lẻ loi ở ngoài biển, quan hệ với Đông Doanh rất thân thiết, nhưng dù sao đa số người trên đảo cũng là người Hoa Hạ. Với tình hình hôm nay, chứ Phượng Toàn cũng không muốn đắc tội toàn bộ võ lâm Hoa Hạ. Mặt khác, giữa đảo Cửu Long và Thiên Nhẫn Tông còn có một số ân oán. Cụ thể thì chữ Phượng Toàn không biết rõ lắm, ông ta chỉ biết đại đảo chủ đã từng đánh nhau với cao thủ. Thiên Nhãn Tông ở trên biển. Lần này nếu có thể xử lý tông chủ Thiên Nhẫn Tông, vậy danh tiếng sẽ lan ra rất xa. Đại đảo chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Cứ như vậy, Hà Trường Xuân, Liễu Kim Sinh, Bách Phú Minh, Xà Bích Thanh, Viên Thọ Sơn, Vạn Sơn Lâm, chữ Phượng Toàn, tổng cộng 7 người bao vây lấy Lazura Kazuyoshi. 5 vị tông sư, 2 vị chuẩn tông sư, 7 người này cùng đứng một chỗ sẽ có sức mạnh như thế nào chứ? Lazura Kazuyoshi chết chắc rồi. Giết ông ta đi. Giết tên giặc Oa kia. Dám không coi Hoa Hạ chúng ta ra gì, giết Đông Doanh chó má này đi. Toàn bộ đại sảnh giống như được nhóm lửa, mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Lazura Kazuyoshi đứng ở chính giữa, râu cá chê hơi vỉnh lên như cười mà không phải cười. Dường như không hề có vẻ lo lắng gì cả. Ôi chà, tình cảnh này đúng là đã nghiền. Tới đi. Chỉ thấy ông ta cầm chặt đao gỗ, thân thể nghiêng về phía trước, giơ cao thanh đao lên. Tư thế này ở trong mắt đám võ giả toàn là sơ hở. Thế nhưng lúc này, trên người ông ta lại xuất hiện một khí thế khó tả. Khí thế kia không hề cường đại bành trướng giống võ hồn của Liễu Kim Sinh đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhưng lại mang tới cảm giác áp bách trước nay chưa từng có cho người ta. Mọi người mau ra tay, đừng để ông ta ngưng tụ đao khít, Xà Bích Thanh hô. Vừa dứt lời bà ta liền xông lên tấn công đầu tiên, thanh kiếm trong tay xoắn lại, đâm mạnh về phía trước. Nhận được sự nhắc nhở của Xà Bích Thanh, những người khác cũng nhao nhao ra tay. 7 vị cao thủ võ đạo cấp bậc tông sư đồng thời ra tay, cảnh tượng này đúng là trăm năm khó gặp. Đám người ở đây vô cùng hưng phấn, đều đang đợi Lazura Kazuyoshi bị 7 người hợp lực đánh thành bột mịn. Lazura Kazuyoshi đứng chính giữa lại không hề cử động, cứ như không biết nguy hiểm sắp tới, làm như không thấy thương kiếm quyền cước đang tấn công tới, ngược lại còn nhắm mắt lại. Cẩn thận độn thuật của ông ta. Hà Trường Xuân vừa đánh một trận với Litazura Kazuyoshi nhắc nhở. Bởi vì đúng là như vậy. Lúc này Lazura Kazuyoshi nhìn qua có vẻ không thể né tránh được, chỉ có thể sử dụng độn thuật của ninja để tránh né thôi. Một khi để ông ta bỏ chạy, để ông ta xuất hiện ở sau lưng, như vậy ắt sẽ có một người rơi vào trong nguy hiểm. Quả nhiên, áo ngoài của Lazura Kazuyoshi đột nhiên bay lên, mở rộng ra trong gió, sau đó bồng bềnh rơi xuống, mà cả người ông ta đã biến mất.
Mọi người chú ý sau lưng, Bách Phú Minh nhắc nhở một tiếng. Bảy người cẩn thận di chuyển xoay quanh, chú ý lẫn nhau. Chỉ cần Itazura Kazuyoshi xuất hiện ở sau lưng bất cứ người nào, người khác sẽ không chút do dự tấn công qua. Mà đúng lúc này, Vạn Sơn Lâm đột nhiên kêu lên, không được. Ông ta vẫn còn ở giữa. Mọi người đồng thời nhìn về phía chính giữa, chỉ thấy dưới cái áo choàng bồng bềnh rơi xuống kia phồng lên, một thanh đao gỗ đâm ra. Hóa ra Lazura Kazuyoshi căn bản không hề bỏ chạy, mà là trốn ở bên trong áo khoác, thân hình ông ta vốn thấp bé, lại dùng nhãn thuật xúc cốt, lợi dụng áo khoác che chăn để người A cho rằng ông ta đã tránh né. Mà lúc này, ông ta đã hoàn thành ngưng tụ đao khí. Chỉ trong chốc lát, sắc trời trong đại sảnh cũng vì đó mà trầm xuống, sát ý vô cùng nồng đậm tỏa ra từ trên thanh đao gỗ kia. Đao gỗ cuốn lên một luồng ánh sáng u ám giống như long quyển, mang theo sát ý vô biên lao thẳng về hướng bốn phía. Toàn bộ đại sảnh đều ở trong phạm vi của đao khí này, bị sát ý bao phủ không có góc chết. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn thấy đao. Một cây đao xuất hiện ở trước mắt, mũi nhọn chĩa vào yết hầu. Các vị tông sư vội vàng lùi về sau, sử dụng mọi tuyệt kỹ để ngăn cản. Cho dù bọn họ có thể trốn được một lần, nhưng những người khác trong đại sảnh lại không có năng lực ngăn cản một đao này. Nói cách khác, kết quả một đao này là tông sư tàn phế, còn đám người sẽ chết. Ngay lúc mọi người đều cho rằng thần chết đang đến, chợt nghe một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Hai tay chắp trước ngực của Chí Nhẫn đột nhiên mở ra, giang sang hai bên. Không gian một nửa đại sảnh lấy ông ta làm trung tâm chia sang hai bên giống như đột nhiên bị chôn vùi, một kết giới hư vô xuất hiện chia bên trong và bên ngoài đại sảnh làm hai thế giới. Tất cả lực lượng, cho dù là đao khí hay là sát ý đều không thể vượt qua kết giới đó. Ở phía sau kết giới đó, đám người đại diện cho Võ Lâm Nam Giang đều bình an vô sự. Nhưng kết giới này chỉ có nửa vòng, chỉ bảo vệ được người trong nửa đại sảnh. Những người ở nửa đại sảnh còn lại vẫn rơi vào trong nguy hiểm. Chí Nhẫn đưa mắt nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì ông A đã nhìn thấy Lý Dục Thần phía đối diện. Lý Dục Thần đưa tay ra vẽ một vòng, những nơi anh vẽ đều xuất hiện một vách ngăn vô hình. Cũng chỉ lượn quanh nửa vòng. Vừa vặn chạm vào nửa vòng của Chí Nhẫn. Như vậy tất cả mọi người trong toàn bộ đại sảnh đều bình yên vô sự. Ngược lại là bảy vị tông sư ở giữa đều thi nhau ngã trên mặt đất. Cả người Itazura Kazuyoshi hiện ra, chỉ vào bảy tông sư, cười như điên nói. Vô dụng, tất cả đều là vô dụng. Biết vì sao chúng tôi lại có tên là Thiên Nhẫn Tông không? Bởi vì cảnh giới cao nhất của ninja không phải đột nhẫn, mà là thiên nhẫn. Thiên nhẫn mới là cảnh giới cao nhất võ đạo. Mấy người còn không đánh lại tôi, vậy làm sao có thể đánh lại được sư phụ tôi Bando Sushiu, ông ấy đã sớm là thiên nhãn đỉnh phong rồi. Mấy người, đều là vô dụng. Võ đạo hoa hạ, tất cả đều là phế vật. Lời của Itazura Kazuyoshi khiến người ở chỗ này đều cực kỳ giận dữ. Thế nhưng lại không ai dám đứng ra. Bảy vị tông sư đồng thời ra tay mà còn thất bại. Chẳng những thất bại mà còn thất bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Bọn họ hoặc nằm, hoặc ngồi, mặc dù không bị thương nặng, bảy đánh một mà thất bại đã khiến bọn họ phải chịu tra tấn còn khó chấp nhận hơn là bị thương, thậm chí tử vong. Võ đạo hoa hạ, tất cả đều là phế vật. Câu nói này giống một cây châm đâm thật sâu vào tim mọi người, như một con dao cắt vào linh hồn của mọi người. Nó chạm đến tín niệm thần thánh nhất trong lòng võ giả, cũng vô tình chà đạp vỡ nát. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm trước kia vào giờ phút này hoàn toàn nổ tung, sụp đổ như pháo hoa, sau đó lập tức rơi vào trong bóng tối. Trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng cười ngông cuồng của Lazura Kazuyoshi. Sau khi tiếng cười dừng lại chính là yên tĩnh như chết. Lazura Kazuyoshi lạnh lùng nhìn đám tông sư bị ông ta đánh bại, nghiêm nghị hỏi, gần đây thiên nhẫn tông của tôi có mấy đệ tử mất tích ở gần tiền đường, ai là hung thủ? Nói ra. Tôi sẽ bỏ qua cho mấy người. Nếu không nói, tất cả đám người ở đây đều phải chết hết. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Chí Nhẫn đi ra. Đám người lúc này mới nhớ tới ở đây còn có một vị cao tăng. Nghe nói vị Chí Nhẫn đại sư này cũng là cao thủ võ đạo, có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Tiền. Về phần võ công của Chí Nhẫn cao bao nhiêu thì không ai biết. Dù sao có thể được nhà họ Tiền coi trọng như vậy, chắc hẳn là không thấp.
nhưng cũng không có người nào so sánh ông ta với tông sư cả. Ở trong nhận thức trước đây của mọi người, Tiền Đường chỉ có một vị tông sư, đó chính là Hà Trường Xuân. Mà toàn bộ Nam Giang cũng chỉ có hai vị tông sư. Chẳng lẽ Chí Nhẫn đại sư muốn khiêu chiến Itazura Kazuyoshi? Chí Nhẫn cũng là cao thủ tông sư ư? Nhưng cho dù ông ta cũng là cao thủ tông sư thì sao có thể đánh thăng được Itazura Kazuyoshi chứ? Bảy vị tông sư bắt tay nhau còn thất bại cơ mài. Trong lòng mọi người vô cùng nghi ngờ, không tin Chí Nhẫn có thể đánh bại Itazura Kazuyoshi, nhưng vẫn có một chút hiếu kỳ và chờ mong, dù sao cũng là Phật môn, nói không chừng sẽ có kỳ tích gì thì sao? Đương nhiên, nếu như Chí Nhẫn thật sự đánh bại được Lazura Kazuyoshi, mọi người cũng chưa chắc đã cảm thấy vui vẻ. Dựa vào Phật môn để lấy lại thể diện cho võ lâm môn, những người trong võ lâm này cũng không cảm thấy vẻ vang gì cho lắm. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị ninja đông doanh làm nhục. Cho nên khi Chí Nhẫn đi ra, trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng phức tạp. Itazura Kazuyoshi nghe thấy Phật hiệu, lại thấy Chí Nhẫn đi tới. Liền thu hồi nụ cười ngông cuồng, dâu cá chê khẽ rung, híp mắt lại hỏi. Vị đại sư này tên là gì vậy? Bần tăng là Chí Nhẫn. À, tôi biết ông, Itazura Kazuyoshi hơi khom người, đông doanh chúng tôi luôn luôn sùng Phật lễ tăng, xin cho phép tôi thể hiện sự kính trọng với chùa miếu của ông. Chí Nhẫn nói, tôi là tăng nhân Hoa Hạ, không phải hòa thượng đông doanh, ông không cần kính tôi. Itazura Kazuyoshi sững sờ, nói ra. Phật quang phổ chiếu thiên hạ, không phân chia biên giới. Đại sư là tăng nhân, không ở trong miếu tu hành mà chạy đến đây làm cái gì? Chí Nhẫn mỉm cười nói, tôi là tăng nhân, cũng là võ giả. Itazura Kazuyoshi gật đầu, tôi hiểu rồi, ông muốn ra mặt thay võ đạo Hoa Hạ. Chí Nhẫn còn chưa trả lời, chợt nghe có người nói, Chí Nhẫn đại sư, thế tục phân tranh này không cần để Phật môn phải ra tay, ông hãy giao cho tôi đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Dục Thần đã chậm rãi bước ra, đi vào trong đại sảnh. Đám người vô cùng kinh hãi. Anh muốn làm gì? Vừa rồi ngay cả dũng khí quyết đấu với Viên Thọ Sơn còn không có, chẳng lẽ bây giờ lại muốn khiêu chiến? Itazura Kazuyoshi đã đánh bại bảy vị tông sư hợp lực sao? Anh muốn gây ra chuyện gì nữa? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chí Nhẫn là cao tăng Phật môn, nổi tiếng bên ngoài. Lại có bối cảnh nhà họ Tiền, đám người còn ôm mấy phần hy vọng, nhưng không có ai xem trọng Lý Dục Thần cả. Thậm chí càng có nhiều người cho rằng anh căn bản không có tư cách đứng ra. Bởi vì đứng ra chính là đại diện cho võ lâm Nam Giang, đại diện cho võ giả Hoa Hạ tới khiêu chiến ninja đông doanh. Lý Dục Thần đứng ra sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy càng thêm mất mặt. Ngay cả Tiền Khôn và người nhà họ Cao sau khi được chứng kiến thực lực của Lazura Kazuyoshi cũng không cho rằng Lý Dục Thần có hy vọng chiến thắng. Tiền Khôn cảm thấy Lý Dục Thần xúc động, lúc này còn không bằng dấu tài, giữ lại một phần thực lực. Lấy tuổi tác của Lý Dục Thần, đợi một thời gian, tương lai nhất định sẽ có thể trở thành võ giả đứng đầu Hoa Hạ, đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn. Cũng chỉ có mấy người đi theo Lý Dục Thần từ thành phố Hòa là tràn đầy lòng tin với anh. Chí Nhẫn thấy Lý Dục Thần đi ra liền nở nụ cười, đọc một câu Phật hiệu lần nữa, chắp tay trước ngực hành lễ nói, A-di-đà Phật, vậy làm phiền Lý Thí Chủ. Vừa dứt lời, ông ta liền trở về chỗ ngồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại nhắm mắt lại, cũng không nhìn một cái nào nữa, trở thành một lão tăng nhập định. Mọi người cũng không cảm thấy thất vọng lắm. Hòa thượng này, hóa ra là làm bộ làm tịch. Hừ, còn tưởng rằng lợi hại thế nào chứ? Tôi đã sớm nói rồi, không dựa vào hòa thượng được đâu. Vậy cậu Lý này thế nào? Ha ha, ngay cả Viên Thọ Sơn cũng không dám đánh, có thể thế nào nữa? Bây giờ cũng chỉ có mời ông Chu ở Kim Lăng rời núi, mới có hy vọng đánh bại tên Kazuyoshi này thôi. Đối với việc Chí Nhẫn về chỗ ngồi, Lazura Kazuyoshi cũng rất bất ngờ, đồng thời có hơi thất vọng. Xem ra, Nam Giang đúng là không có cao thủ thật. Ông mới đánh mấy người mà đã cho rằng không có cao thủ, Lý Dục Thần nói. Itazura Kazuyoshi chẳng thèm để ý tới Lý Dục Thần, cũng không thèm nhìn anh cái nào, lười trả lời anh. Lý Dục Thần cũng không tức giận, hỏi có một người tên là Lâm Thiếu Bình, là người của Thiên Nhãn Tông ông đúng không? Sắc mặt Itazura Kazuyoshi khẽ biến đổi, quay đầu nhìn về phía Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần còn nói, còn có người tên là Yukio Takada nữa, cũng là người của Thiên Nhẫn Tông ông đúng không? Itazura Kazuyoshi nhíu mày, cậu biết ông ta? Lý Dục Thần cười nói, chưa nói tới biết đi, ông ta luôn nói muốn mổ bụng tự vẫn, không biết bây giờ thế nào. Itazura Kazuyoshi biến sắc, nhìn chăm chằm Lý Dục Thần, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Lý Dục Thần còn nói, còn có một người phụ nữ nữa, không biết tên là gì, kiếm pháp không tệ, đủ để trẻ củi. Sắc mặt của Itazura Kazuyoshi cuối cùng cũng đã thay đổi, ý lạnh trong mắt biến thành sát ý. Là cậu, ông ta có mấy phần khó hiểu, làm sao? Có thể. Ông ta đánh giá Lý Dục Thần từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có khả năng. Cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của Kyoko. Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng, cái gì mà Kyoko? Chứ, đến Hoa Hạ tôi làm vậy thì chỉ có nước chết. Hoa Hạ rộng lớn như thế, ông thật sự cho rằng không có người nào ư? Itazura Kazuyoshi không cảm nhận được khí tức võ giả từ trên người Lý Dục Thần, cũng không phát hiện ra được bất kỳ chân khí gì dao động. Nói như vậy, cậu muốn khiêu chiến tôi ư? Ông ta hỏi bằng chất giọng khinh miệt. Tôi không muốn khiêu chiến ông, Lý Dục Thần nói. Nghe thấy lời này, Lazura Kazuyoshi nở nụ cười lạnh. Quả nhiên là phế vật mà. Trên mặt những người khác trong đại sảnh hiện ra vẻ thất vọng, sau đó cũng tràn đầy miệt thị. Thế nhưng ngay sau đó, Lý Dục Thần lại bổ sung một câu. Tôi muốn dạy ông một bài học. Cái gì? Itazura Kazuyoshi khó tránh khỏi có chút giật mình, sau khi kịp phản ứng thì không nhịn được mắng một câu, ngu xuẩn. Ông ta tiện tay vung thanh kiếm gỗ trong tay lên, vô số ánh kiếm như thác nước chảy ngược, lao thẳng về phía Lý Dục Thần. Khi Itazura Kazuyoshi ra tay, một kiếm tiện tay đó cũng đã đủ để lấy mạng của Lý Dục Thần. Thậm chí, đây là ông ta đã nể mặt Lý Dục Thần dám đứng ra mặt thay võ đạo Hoa Hạ, cũng coi như nổi bật hơn nhiều người võ lâm ở đây, nếu không, ông ta cho rằng Lý Dục Thần còn không đủ tư cách để ông ta vung kiếm. Một kiếm này là giết người, cũng là ban ân. Cho nên, ông ta vừa chém ra một kiếm liền không thèm nhìn cái nào đã thu kiếm lại, xoay người rời đi. Sau đó, ông ta liền thấy vẻ mặt mờ mịt và ánh mắt nghỉ hoặc của những người trong đại sảnh. Itazura Kazuyoshi cũng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ một kiếm này quá dùng lực, đã chém tên nhóc kia thành hai khúc rồi. Vậy tên nhóc đó cũng quá yếu đi. Itazura Kazuyoshi quay đầu, đột nhiên quá sợ hãi. Chỉ thấy Lý Dục Thần vẫn còn êm đẹp đứng ở nơi đó, trên mặt là nụ cười giống như đang chế giễu một kiếm chẳng ra gì vừa nãy của ông ta. Itazura Kazuyoshi cũng rất hoang mang. Ông ta là cao thủ kiếm đạo, lại đến cảnh giới đột nhẫn đỉnh phong, nếu không phải trong lòng có lo lắng, rất có thể đã đột phá đến cảnh giới thiên nhẫn trong truyền thuyết rồi. Một kiếm này nhìn như tiện tay, nhưng uy lực lại cực lớn. Sao có thể đánh hụt được chứ? Hừ! Itazura Kazuyoshi hừ lạnh một tiếng, vung kiếm lên lần nữa. Vì để cứu vãn tên tuổi, một kiếm này của ông ta vẫn vô cùng tùy ý, nhìn qua cực kỳ thoải mái, chỉ là đã tăng thêm mấy phần lực lượng so với vừa rồi, cũng càng chú trọng sử dụng kiếm ý. Nếu như nói một kiếm vừa rồi là chủ quan, thì một kiếm này, ông ta có 100% lòng tin. Cho nên ông ta vừa ra kiếm đã thu lại, vừa thu lại đã rời đi, căn bản không cần nhìn. Nhưng mà, trên mặt người xem lại lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu lần nữa, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo. Vẻ như đang nhìn đồ ngốc. Itazura Kazuyoshi giật mình trong lòng, thu lại bước chân đã phóng ra, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Lý Dục Thần vẫn giống như vừa nấy, còn bình yên vô sự đứng ở chỗ đó. Cậu, Itazura Kazuyoshi kinh ngạc nói không ra lời. Người trong đại sảnh cũng rất khó hiểu, không rõ có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lazura Kazuyoshi xuất kiếm thu kiếm, giống những cảnh quay lặp lại trong phim ảnh. Chỉ có mấy vị tông sư vừa mới thất bại trên sân là nhìn ra chút manh mối. Nhất là Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân, hai người đều đã đột phá tiên thiên, cũng từng đánh với Lazura Kazuyoshi, có thể nhìn thấy rõ ràng hai kiếm kia của Itazura Kazuyoshi, cũng cảm nhận được sát ý trong kiếm, nhất là kiếm thứ hai. Rõ ràng là Itazura Kazuyoshi muốn giết Lý Dục Thần, theo lý thuyết, Lý Dục Thần chắc chắn đã phải chết rồi. Thế nhưng không thấy anh cử động gì đã nhẹ nhàng hóa giải hai kiếm này.
Bây giờ Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân mới biết mình đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Trong đám người, đại tiểu thư Quan Nhã Lệ của nhà họ Quan vừa rồi bởi vì Xà Bích Thanh và một đám tông sư thất bại mà vô cùng sợ hãi, lúc này trông thấy Lý Dục Thần bình yên vô sự thì ngơ ngác nhìn anh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mà ở góc đông nam đại sảnh, trong vô số ánh mắt ngơ ngác có hai ánh mắt sáng tỏ mà linh động lóe ra trên khuôn mặt dị tộc xinh đẹp phong tình với làn da hơi ngăm đen. Lý Dục Thần nhìn Itazura Kazuyoshi, nói kiếm không phải dùng như vậy đâu. Kiếm đạo của đông doanh các ông quá yếu. Itazura Kazuyoshi giống như bị kích thích, cả giận nói, ngu xuẩn. Nếu cậu đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cậu. Để cậu mở mang kiến thức xem cái gì là một kiếm của thiên nhẫn chân chính. Vừa dứt lời, ông ta liền lùi về phía sau nửa bước, thân thể hơi cong lại, hai tay như dây cung, nhưng tên trên dây lại không phải kiếm trong tay của ông ta, mà là sát ý đầy người kia. Mà kiếm trong tay của ông ta, giờ phút này đang chỉ trích sang bên cạnh. Sát khí như điện quanh quẩn trên thân đao, khuếch tán ra bên ngoài từng vòng một, khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt mà sền sệt, làm cho người ta không thể thở nổi. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh giống như đọng lại. Trái tim của mỗi người đều siết chặt lại giống như có một bàn tay đang nằm chặt trái tim của bọn họ vậy. Sát khí tràn ngập bốn phía. Bóng người Lazura Kazuyoshi dần dần mơ hồ, ở trong mắt mọi người chỉ còn lại một thanh kiếm. Không phải kiếm gỗ, cũng không phải kiếm sắt, vô hình vô ảnh, không được làm từ chất liệu gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm chỉ còn lại sát ý. Mấy vị tông sư trên sân muốn mở miệng nhắc nhở Lý Dục Thần không được đón đỡ, lại phát hiện dưới uy thế của một kiếm này, bản thân lại không có cách nào. Mở miệng. Bây giờ bọn họ mới biết được lúc Itazura Kazuyoshi 1:7 vẫn còn chưa dùng toàn lực. Nếu như vừa rồi ông ta dùng một kiếm kia, bọn họ sẽ thất bại càng triệt để hơn, thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.